Hàn băng kinh ngạc, cảnh đẹp như vậy chỉ lấy bóng lưng, nàng ta cảm thấy cảnh trước mắt còn đẹp hơn lúc trước, cũng có thể thể hiện ý vị của băng tuyết các tốt nhất. Nghiêu hữu đạo, đúng là chỉ vẽ lưng, tuyết lạc nhi không nói gì đi tới, làm theo lời nghiêu hữu đạo. Hàn băng vung tay, cho người mang đệm sang, các chủ, mặt hơi trách lên trời bên trái một chút, để lộ dung nhan một chút, đúng, đúng vậy. Nghiêu hữu đạo lại chỉ huy một phen, sau khi xác định, vung bút xoèn xoẹt vẽ, hết sức chăm chú. Bên cạnh không có ai dám quấy dày, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vun vút thổi qua đỉnh núi cùng với tiếng chuông đuổi tuyết bạt tình cờ vang lên lanh lành. Lần này cảnh quan lấy rất lớn, cũng là bức tranh tốn thời gian nhất. Sở An Lâu vừa lên tới thật sự không ngại gian lao, lập tức giơ dù lên. Đến lúc hạ bút, những người quan sát rất lâu vẫn không thể khôi phục tinh thần. Các chủ, được rồi, như hữu đạo lớn tiếng hô, tuyết lạc nhi đứng dậy đi lại đây, tới bàn vẽ nhìn xem. Đôi mắt sáng trong của nàng thoáng chốc ngưng động, chậm chạp khó rời. Xa xa núi tuyết chập trùng, đồng tuyết mênh mông, dòng sông chảy xiết qua khe núi, còn có những cửa hang và bóng người mơ hồ. Bên dưới núi là đình đài lầu các thấp thoáng giữa vùng xanh um, nhỏ bé mà tinh xảo, lung linh xuất hiện. Thế nhưng, giữa bức tranh, một bóng lưng uyển chuyển mới là một bút điểm tình, hoàn chỉnh bức vẽ. Bóng lưng uyển chuyển, tay áo theo gió mà bay, lẻ loi ngồi đó, thu nạp toàn bộ trọng tâm và tinh túy của bức vẽ vào nàng. Trời đất bao la, tráng lệ có thể thấy, chỉ có người con gái nhu nhược là không thấy mặt chỉ có bóng lưng không ai biết vẻ mặt của cô gái kia là gì lại đang suy nghĩ gì một hùng vĩ vô bờ một nhu nhược cô linh tôn lên lẫn nhau ý cảnh đó đẹp đến mức khiến lòng người tan nát đến lúc này hàn băng không còn cảm thấy vẽ bóng lưng có gì không thích hợp nhìn tranh này người trong tranh có mặt ra nghĩ sao cũng cảm thấy dư thừa viên cương sau khi biết mới thầm nói đạo ra làm việc không đàng hoàng thực ra có đôi khi viên cương cũng rất khó chịu nổi nghiêu hữu đạo. Thường thường miệng hắn hay hô không thích đánh đánh giết giết, nhưng thực tế lại chém giết không phải ít. Lúc làm chuyện đánh chém, hắn lại thích chơi cho phong nhã chút, kể một chuyện, vẽ một bức, đàn một bài, kéo nhị hồ, hát kinh kịch, nói cho đẹp là tu thân dưỡng tính. Nhưng theo viên cương, đó chỉ là học đòi văn vẻ. Dù có chơi cầm kỳ thư họa gì đi nữa, người ta cũng định chắc ngươi là thủ lĩnh hắc đạo rồi. Tuyết Lạc Nhi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bức tranh một cái, nhỏ giọng nói. Tổng quản, cất bức tranh này cẩn thận. Vâng, vâng, Hàn Băng vừa lấy lại tinh thần, vung tay bảo. Cẩn thận thu về, nhanh cẩn thận thu về. Vẽ xong nơi này, không chọn các cảnh khác ngoài băng tuyết các nữa. Theo Nghiêu Hữu Đạo nói, ngoài cảnh tuyết bên ngoài ra, chỉ nơi này là đủ. Những chỗ khác dù có vẽ thế nào đi nữa cũng không thắng được nơi đây, vẽ nữa cũng bằng thừa. Mọi người nghe vậy đều rất tán thành. Trở lại lầu Quỳnh Điện Ngọc, tới vườn hoa, để tuyết lạc nhi đứng bên khóm hoa nở rộ, hai một đóa để tuyết lạc nhi cầm trên tay, đặt trước mũi bảy vẻ hơi người thưởng thức. Lần này như hữu đạo lấy cảnh gần, để bàn vẽ ngay sát tuyết lạc nhi. Trước tiên hắn vẽ một vòng tròn lớn giữa trang giấy, sau đó bức họa mới hình thành trong vòng tròn. Bởi vì cảnh lấy rất gần, hình tượng nhân vật tuyết lạc nhi chiếm phần lớn không gian trong tranh, toàn bộ như đều chuẩn bị cho riêng mình nàng. Khóm hoa ở bên cũng chỉ như để lấp đầy chỗ trống mới điền vào vừa vẽ ra tuyệt nhiên không giống với bức tranh trước tranh vẽ nhỏ mà đẹp duy chỉ hỏi hoa thơm hơn hay người đẹp hơn chân chính là người trong tranh mang theo ý thơ sau khi vẽ xong một bức lại để tuyết lạc nhi đứng trên mái cong của nóc nhà dáng vẻ ta muốn cưỡi gió bay đi rồi lại để tuyết lạc nhi ngồi ở đình đài nhà thủy tạ trên ghế dài tựa cột ôm đầu gối sau khi vẽ xong tám bức tuyết lạc nhi không chịu vẽ tiếp tặng cho hàn băng được vẽ một bức hàn băng chối từ không xong trong lòng cũng nghĩ không thể làm gì khác hơn là cảm ơn. Lão nô được nhờ ánh sáng của tiểu thư, Hàn băng không vẽ cũng có nguyên nhân, có phải là vì chán bầy tư thế hay không không biết, nhưng nàng ta muốn tận mắt nhìn thấy Như Hữu Đạo làm vẽ thì là chuyện chắc chắn. Đứng cạnh bàn vẽ, tận mắt nhìn một bức tranh thành hình như thế nào. Tuyết Lạc Nhi hiển nhiên cũng nhận ra vẻ chờ mong từ lũ nha hoàn, bức tranh cuối cùng để cho đám nha hoàn cùng vẽ. Đám nha hoàn hưng phấn khó ngừng, đứng xếp hàng cao thấp trên bậc thang ngoài đình viện sở an lân cũng chui vào một người đàn ông duy nhất dung mạo của mọi người dần rơi xuống trang giấy sau hưng phấn cả đám nha hoàn vừa khổ vừa giận nhiều người như vậy vẽ chỉ một bức vẽ xong nên đưa ai đây không phải chuyện mà Ngưu hữu đạo cần bận tâm hắn vốn tưởng đã xong chuyện ai biết tuyết lạc nhi chậm rãi ngâm thơ từng qua biển lớn không gì nước chưa đến vu sơn chẳng biết mây lần lửa khóm hoa lười để ý nửa duyên tu đạo nửa nàng đây viên cương xứng sờ quay lại đây không phải bài thơ mà đạo gia viết cho Tống Viễn Thanh sau khi bắt được Lục Thánh sao. Hắn ta từ từ quay sang nhìn Nghiêu Hữu Đạo, hắn ta biết đây là bài thơ đạo gia thích nhất, không có gì phức tạp, chỉ do đạo gia nhớ nhung. Nghiêu Hữu Đạo cũng sửng sốt, sau mới có phản ứng. Toa huyến lệ đã xem bức tranh hắn vẽ cho hắc mẫu đơn, trên đó có viết phụ lên bài thơ này. Hẳn là do toa huyến lệ nói cho cô gái này, lúc đó hắn vẽ cho hắc mẫu đơn, thêm một bài thơ vào tranh chính là nhằm vào toa huyến lệ. Người thích tranh thì cũng thích thơ, hai cái song hành, luôn có thể bắn tên chúng đích, chỉ thế thôi, không có ý gì khác. Chỉ là, không biết cô gái này đột nhiên đọc là có ý gì. Mấy người hàn băng cũng quay lại nhìn, không biết Tuyết Lạc Nhi đột nhiên ngâm thơ là vì sao. Tuyết Lạc Nhi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, hỏi, đây là thơ người viết, chương 277, Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, không phải, Ngưu Hữu Đạo một mực phủ nhận, tay chỉ viên cương hắn ta viết, ta chỉ mượn dùng chút, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía viên cương, viên cương bề ngoài không dao động, chỉ chậm rãi nhìn như hữu đạo, lòng lại khiếp sợ. Lần trước ở trước mặt huynh muội thương thị đã vậy, lần này ngài lại làm thế. Hắn ta thực không nghĩ ra, chẳng phải ngài rất thích học đòi văn vẻ sao, đó là chuyện của ngài, làm gì phải kéo ta vào. Ta là người như vậy sao, tự mình chơi bời đến độ toàn năng mà chơi đến mức xấu hổ không dám nhận hả kỳ thực hắn ta cũng hiểu như hữu đạo một chút, thế không thể quá tận, mọi việc đều phải lưu lại đường lui. Những sự việc không rõ ràng thì càng không có đường lui khác, chẳng may có chuyện xảy ra cũng có thể vớt phát. Chỉ là, tật xấu đẩy người khác vào hố lửa như thế thật sự không được. Nếu không vì ngại tình cảnh không thích hợp, sợ gây phiền phức, viên cương sẽ lập tức đội Ngưu hữu đạo lên đầu cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Bảo thằng quê mùa một cục như ta làm thơ, đùa chắc. Tuyết Lạc Nhi cũng nhìn viên cương, có vẻ như không ngờ rằng người đàn ông tràn ngập mùi vị đàn ông Dương Cương này lại biết làm thơ. Có điều, nàng mặc kệ thơ do ai làm, lạnh nhạt nói. Nghe nói ngươi vẽ tranh cho người khác còn phụ thêm thơ từ. Ta mua của ngươi một lượt mười bức tranh, nhưng không thấy viết trên đó một bài nào, yêu cầu một bài không phải là quá đáng chứ. Nàng vừa nói như thế, Hàn Bang lập tức nghiêm nghị nói tiếp. Hai vị, yêu cầu của các chủ không phải quá đáng. Sở An Lâu cũng phụ họa, mua mười bức tranh, kèm thêm một bài thơ quả thực không phải quá đáng. Như hữu đạo thầm mắng, tiền người bức tranh đã bị ngươi cầm quá nửa, ngươi còn không ngại nói ra mồm. Nhưng chuyện rõ ràng, cũng đều đã tạo áp lực, bắt nạt đến nỗi bên này không dám từ chối. Như hữu đạo nâng tay che miệng, ho một cái nói với viên cương. Thịnh tình không thể chối từ, ngươi làm một bài là được. Viên cương cứng rắn đứng nguyên chỗ, lạnh như băng nói. Không làm, thái độ không tốt, hàn băng và sở an lâu thoáng cái biến sắc, Nghiêu hữu đạo cao mày, ho hắng nhắc nhở, thu cái tính nhỏ nhen của ngươi lại, đừng nghịch, chỉ một bài thơ thôi, đối với ngươi không phải việc khó gì, tùy tiện nghĩ lại xem. Viên cương lườm hắn, hiểu ý hắn, biết tùy tiện đạo văn một bài thơ là được rồi. Cũng mặc kệ hắn ta có đồng ý hay không, trước tiên qua cửa trước mắt hắn nói. Nghiêu hữu đạo giúp viên cương quyết định luôn, chắp tay nói với tuyết lạc nhi. Không biết các chủ muốn viết thơ lên bức tranh nào, tuyết lạc nhi hất cằm về phía viên cương. Mở tranh ra, cho tự hắn ta chọn, Hàn Băng phất phất tay, bọn nha hoàn lập tức mở ba bức tranh cuối cùng vẽ cho Tuyết Lạc Nhi còn chưa cất vào phòng. Viên Cương đi tới trước ba bức tranh xem một chút, hắn ta vốn không thích thứ gì quá phức tạp, nhìn bức tranh hình trong hình, cảnh Tuyết Lạc Nhi cầm hoa, cúi đầu ngửi nhẹ, thấy nó đơn giản. Hắn ta chỉ, "Bức này đi." Hàn Băng lập tức nói, bày sẵn bút mực, bút mực mang tới, Viên Cương nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bị hắn ta nhìn đến chột dạ nhớ tới cảnh tượng tương tự từng bày ra trước mặt huynh muội thương thị, lo viên cương sẽ hãm hại hắn, hắn nói với mọi người. Tính tình vị trợ thủ của ta không được tốt lắm, sợ mạo phạm các chủ. Để ta khuyên nhủ hắn ta trước, dứt lời lôi viên cương sang bên, nhỏ giọng hỏi. Đây không phải huynh muội thương thị cùng đường mặt lộ lúc trước, người đừng làm loạn. Viên cương, ta biết, nghiêu hữu đạo, vậy ngươi chuẩn bị dùng bài thơ nào? Viên cương, đầu giường ánh trăng giỏi, ngỡ mặt đất phủ xương, Nghiêu hữu đạo giơ tay bảo ngừng, ngươi đứng đắn một chút có được hay không? Viên cương, sợi chỉ trong tay mẹ, tấm áo trên mình con, kịp đi khâu nhặt mũi, sợ về còn chậm chân. Nghiêu hữu đạo trợn mắt ngoác mồm, hắn ta định phối loại thơ này lên tranh của tuyết lạc nhi. Có điều nói tới lại thấy, người khí khái như hầu tử thường thích loại thơ này, muốn tìm người phụ nữ cũng phải tìm một người mẹ hiền, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Ta nói này, có phải ngươi chuẩn bị để chúng ta đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra? viên cương ngài chẳng phải không biết bình thường ta có bao giờ đụng đến vật này ta nào có biết phối thơ gì đó đừng rông dài dùng bài nào thì tự ngài nói đi ta không làm được hai người nói chuyện một hồi rồi quay lại nghiêu hữu đạo không nói tiếng nào cầm bút chấm mực muốn viết lên thấy là hắn viết hàn băng hỏi rốt cuộc là ai viết viên cương cứng rắn nói chữ của ta không lấy ra được thơ đã nói cho hắn để hắn viết thay hàn băng nhìn về phía tuyết lạc nhi thấy tiểu thư không có ý kiến gì, cũng không lên tiếng. Nâng bút trước bức tranh viên cương đã chọn, như hữu đạo hơi suy nghĩ. Dù sao ở đây cũng không phải cái thằng tống diễn thanh ngu đần kia, không thể lừa gạt lung tung. Hắn thay đổi bài thơ một chút, viết vào khoảng trắng của bức tranh. Vài hàng văn chương nổi lên giấy, hoa rơi người một đứng, mưa nhỏ yến song phi, bấy giờ trăng sáng tỏ, từng dọi thái vân về, viết xong để bút xuống, như hữu đạo lui sang bên. Tuyết lạc nhi đến gần nhìn, bài thơ này so sánh người trong bức tranh thật sự làm cho lòng nàng nảy sinh đủ loại cảm giác nàng nhìn một lúc lâu miệng lẩm bẩm người một đứng yến song phi trang sáng tỏ thái vân về một lúc lâu sau đó nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía viên cương hỏi đây là thơ ngươi làm câu hỏi vừa ra đối với viên cương mà nói quả thực như miệng ngậm một tảng đá to tướng phải cố nuốt xuống bụng rất khó gò má căng ra dáng dấp hắn ta như vậy lại thêm tính cách của hắn ta khiến Nghiêu Hữu Đạo rất lo lắng. Nghiêu Hữu Đạo cũng không đoán được là Tuyết Lạc Nhi sẽ hỏi như thế. Tên hầu tử này quá cứng, là cái loại đàn ông thà làm chim chết chứ không chịu làm cành cong. Quả nhiên, Viên Cương vẫn không thừa nhận, phủ nhận nói. Không phải, trên đường đi nghe người ta nói, mượn dùng một chút. Đôi mắt sáng của Tuyết Lạc Nhi nhìn hắn ta chăm chú, không nói thêm gì, nhưng đầu nói. Cất cẩn thận, dứt lời, nàng xoay người đi, để lại cho mọi người bóng lưng áo trắng thướt tha. Bất kể nói thế nào, chuyện này rốt cuộc cũng qua đi. Lúc trở về khách sạn, trời đã tối. Sở An Lâu giữ lời hứa, không đuổi họ khỏi phòng khách quý, có điều căn dặn Nhiêu Hữu Đạo mau chóng làm xong chuyện rồi rời đi. Quay về phòng mình, Nhiêu Hữu Đạo đi vào phòng tắm. Vẽ cả ngày, hầu như không ngừng nghỉ, quả thật khá lao lực, tinh thần uể oải. Hắn vừa cởi quần áo vừa dặn dò, lập tức đi cửa hàng các nhà kia, hỏi xem trưởng môn của họ có tới hay không. Viên cương khoanh tay tựa cửa phòng gật gật, xoay người đi chỉ chốc lát sau hắc mẫu đơn đi tới sắn tay áo ngồi bên hai tay đặt trên vai nghiêu hữu đạo xoa bóp hỏi chuyến đi bên băng tuyết các có thuận lợi không viên cương đi ra ngoài một chuyến đã quay về nhìn thấy tình hình trong phòng tám lại ôm tay tựa cửa nói trưởng môn các phái đều đã lên đường châu bắc ở gần đây hơn chút trưởng môn hoàng liệt của đại thiện sơn sẽ tới trước nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm hưởng thụ hắc mẫu đơn xoa bóp nghiêu hữu đạo ừ một cái trả lời mấy ngày sau gió tuyết rất mạnh tuyết bay vào trong cốc rất nhanh tan ra trên cánh đồng tuyết mênh mông một nhóm mười mấy người xuyên qua gió lạnh gào thét bay tới rơi xuống cốc dẫn đầu là một nam giới khoác áo lông cừu thể trạng cao lớn quai hàm để râu quai nón người này lạnh lẽo liếc mắt đánh giá tình hình trong cốc khí thế không tầm thường chính là trưởng môn hoàng liệt của đại thiện sơn những người đi theo có lẽ đều là cao thủ của đại thiện sơn bồi hồi trong cốc đợi một lúc mai thạch khai cấp tốc lướt tới đáp xuống trước nhóm người, chắp tay nói. Ra mắt trưởng môn, ra mắt trưởng lão. Trong hoa tuyết rơi lất phất, Hoàng Liệt cất bước tiến lên. Mai Thạch Khai lập tức đưa tay dẫn đường. Đến cửa hàng Đại Thiện Sơn, cởi xuống áo khoác lông cừu, Hoàng Liệt đi ra nhà sau của cửa hàng, ngồi xuống chủ vị hỏi. Như hữu đạo đâu, Mai Thạch Khai cung kính nói. Còn ở khách sạn Thải Hồng, Hoàng Liệt trầm giọng nói. Bảo hắn, lão phu tới rồi. mươi 278, đàm phán. Khi tin truyền tới, Nghiêu hữu đạo đang đứng trước cửa sổ thưởng thức tuyết lớn đầy trời. Giang tay đón hoa tuyết, nắm trong lòng bàn tay, tuyết lạnh hòa tan, hắn quay đầu nói. Cho mời, bản thân hắn xoay người ra khỏi phòng, xuống tầng dưới, đi tìm sở an lâu. Sở an lâu cũng đang ngắm tuyết, có điều là ở trong phòng của ông ta. Người đàm phán với Hoàng Liệt còn muốn ta đứng ra làm gì? Sở an lâu chậm rãi xoay người, sắc mặt đã sầm xuống, nhìn chầm chầm nghiêu hữu đạo. Ta cảnh cáo ngươi, không nên được voi đòi tiên, băng tuyết các sẽ không để cuốn vào chuyện xấu của ngươi. Thực ra cũng không phải không muốn bị cuốn vào thị phi bên ngoài. Thế cuộc thiên hạ vốn nằm trong tay chín đại trí tôn, cho nên mới không dễ để cuốn vào. Đạo lý rất đơn giản, bên này tùy tiện tỏ thái độ một cái, lập tức sẽ gây ra phản ứng liên tiếp, gây ra đại biến cho thế cuộc thiên hạ. Hành vi duy trì thái độ xa lánh cũng là vì nguyên nhân nhất định. Nghiêu hữu đạo, nếu Hoàng Liệt muốn lợi dụng băng tuyết các thì sao? sở an lâu quát lên, y dám, như hữu đảo, chính vì có người muốn lợi dụng băng tuyết các để đối phó với ta, cho nên ta mới phải mời trưởng quỹ sở đứng ra thanh minh cho lập trường của băng tuyết các, miễn cho có kẻ không biết trời cao đất rộng, tuyệt đối không muốn để trưởng quỹ sở phải thiên vị, đó là ý của ta. Trong mưa tuyết, đi cùng Mai Thạch Khai, Hoàng Liệt dẫn mấy người bước vào khách sạn Thải Hồng. Đoạn hổ dẫn trước, đưa mọi người lên tầng cao nhất. Đây không phải lần đầu Hoàng Liệt đến khách sạn Thải Hồng, nhưng là lần đầu lên đây ông ta cũng mới lần đầu nhìn thấy bố cục thực sự tại tầng này. Chính vì như thế, trong lòng Hoàng Liệt cảm thấy nặng nề thêm mấy phần, không biết ý của băng tuyết các là gì. Nói thật, nếu không có như vậy, Nghiêu Hữu Đạo Há có thể gọi được ông ta tự mình đi một chuyến. Chỉ bằng vào chút năng lực của Nghiêu Hữu Đạo, cho dù tự hắn chạy tới Đại Thiện Sơn cũng chưa chắc đã gặp được ông ta. Không ở trong phòng, mấy người bên Nghiêu Hữu Đạo đang chờ ở Đại Sảnh Tròn. Sở An Lâu cũng ở đây, không thể không nói, về mặt nào đó, hiệu quả từ mấy trăm nghìn kim tệ kia vẫn phải có. Song Phương vừa chạm mặt, Mai Thạch Khai mở lời giới thiệu. Nghiêu Hữu đạo cười chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh của trưởng môn hoàng đã lâu, hôm nay gặp mặt, khí thế phi phàm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoàng liệt liếc xéo, không để ý tới Nghiêu Hữu đạo mà dán mắt vào sở an lâu, chắp tay nói. Nhiều năm không gặp, phong thái của trưởng quỹ sở vẫn như xưa. Sở An Lâu không để ý chuyện Nghiêu Hữu Đạo có gặp lạnh hay không, cười ha ha chắp tay nói phong thái của hoàng trưởng môn đã hơn năm đó rồi nghiêu hữu đạo cũng không để ý gặp lạnh không có rất nhiều chuyện vốn không nằm trong dự liệu chỉ ở bên đưa tay ra mời nói mời ngồi sở an lâu ngồi lại trên ghế cũng đưa tay mời hoàng liệt hoàng liệt đi đến cạnh bàn ngồi xuống mấy người tùy hành đứng sau lưng gã nghiêu hữu đạo cũng ngồi xuống bọn viên cương đứng sau lưng hắn giờ xem ra có thể ngồi vào bàn cũng chỉ có ba người bọn họ như hữu đạo bảo hắc mẫu đơn dâng trà. Hoàng Liệt không có ý định uống trà, nhìn chằm chằm sở an lâu nói, sở trưởng quỹ, nếu băng tuyết các có chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được, đại thiện sơn chắc chắn tuân mệnh, cố ý bảo hoàng mỗ chạy tới đây một chuyến làm hoàng mỗ rất khó hiểu. Trực tiếp nói rõ, nếu không phải nể mặt băng tuyết các, gã căn bản sẽ không tới đây một chuyến. Sở an lâu, hoàng trưởng môn, nói quá lời, chẳng lẽ cửa hàng quý phái không chuyển cáo lời của ta. Vậy cũng được, ta lặp lại lần nữa, chuyện giữa các ngươi không liên quan gì đến bên ta. Quy tắc băng tuyết các ngươi cũng biết, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta tuyệt không can thiệp. Chuyện đã đến mức độ này, thực ra hắn ta rất muốn vạch trần quan hệ của Ngưu Hữu Đạo và băng tuyết khác, chẳng qua tên này giúp các chủ vẽ tranh nên mới ở đây mà thôi. Nhưng Ngưu Hữu Đạo ra cờ cao chiêu, trước đó đã xử xong hàn băng, hàn băng đồng ý không tiết lộ chuyện hắn vẽ tranh cho tuyết lạc nhi, đã phân phó xuống hàn băng đã mở miệng yêu cầu sở an lâu nào dám nói lung tung đánh giám à hoàng liệt thầm mắng một tiếng tiểu tử này có thể ngồi ở đây là có ý gì ta cũng là nhờ phúc của tiểu tử này mới có cơ hội tiến vào đây sở an lâu ngươi ngồi ở đây nghe chúng ta bàn chuyện là có ý gì thế này gọi là không can thiệp à hoàng liệt lạnh lùng nhìn về phía ngưu hữu đạo ngươi mời ta đến rốt cuộc là có chuyện gì ngưu hữu đạo nghe nói đại thiện sơn muốn giết ta hoàng liệt không có chuyện đó cho dù có, gã cũng sẽ không thừa nhận trong tình huống cô rõ tình hình thế này. Như hữu đạo, thiệu bình ba bắc châu chắc hoàng trưởng môn không xa lạ gì. Hoàng liệt, không xa lạ gì thì sao? Như hữu đạo, nghe nói thiệu bình ba sai người của đại thiện Sơn muốn hạ độc thủ với ta. Sở an lâu bưng trà từ từ uống, cái tên thiệu bình ba này là lần đầu tiên hắn ta nghe nói, có lẽ trước kia có nghe nói nhưng không có ấn tượng gì. Hoàng liệt, nghe nói, tiểu tử, chuyện không có chứng cứ đừng đem ra nói mò, ta còn nghe nói ngươi đã phát tán bài đồng bao bất lợi cho thiệu bình ba ở hàn quốc ngươi có thừa nhận không? như hữu đạo ha ha nói đồng giao ta đâu phải đứa trẻ lên ba hắn cũng sẽ không thừa nhận hoàng liệt nhấc tay lên đừng dày dà mấy chuyện này nữa rốt cuộc ngươi tìm bản tôn làm gì? như hữu đạo đưa tay mời sở an lâu hôm nay sở trưởng quỹ tới đương nhiên là không phải không có nguyên nhân nghe nói thiệu bình ba muốn lợi dụng băng tuyết các diệt trừ ta thiệu gia bắc châu do người của đại thiện sơn nâng đỡ không biết hoàng trưởng môn có nghe thấy chuyện này không? Thiệu bình ba lợi dụng băng tuyết các, tình hình thế nào, sở an lâu lậu lẽ liếc một cái, lại là nghe nói, hoàng liệt cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, không thể nói lung tung được, thiệu bình ba lợi dụng băng tuyết các người phải đưa ra chứng cứ, không thể nghe nói mấy lời lung tung gì cũng đem ra vụ oan được. Việc này dĩ nhiên gã biết không thể coi thường, lợi dụng đến băng tuyết các, đại thiện sơn chán sống còn được, có thể không thừa nhận gã sẽ không thừa nhận, huống hồ là căn bản không có việc này nghiêu hữu đạo được thiệu bình ba lợi dụng đám lưu tiên tông đến đây mai phục ta không nói nữa những chuyện khác ta cũng không có chứng cứ nhiều lời vô ích sở trưởng quý hôm nay đã có thể ngồi ở đây tức là đại diện băng tuyết khác hôm nay trước mặt băng tuyết các, hoàng trưởng môn có dám cam đoan sau này thiệu bình ba sẽ không lợi dụng băng tuyết khác không hoàng liệt không cần cam đoan hắn không có khả năng cũng không có năng lực lợi dụng băng tuyết khác nghiêu hữu đạo nếu hắn lợi dụng thì sao bên bọn hắn là do đại thiện sơn các người ủng hộ đấy. Lời này Hoàng Liệt có chút kiên kỵ, lo lắng Thiệu Bình Ba sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn chứ. Nhưng ngay trước mặt sở An Lâu bị hỏi đến mức này thì gã không thể không trả lời, không thể nào. Nếu hắn thực sự có gan làm chuyện này, Đại Thiện Sơn sẽ là kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Được, Nhiêu Hữu Đạo lại chắp tay với sở An Lâu, sở trưởng quỹ, nếu có người lợi dụng băng tuyết các làm sằng làm bậy thì sẽ thế nào? Sở An Lâu thầm mắng một tiếng, tiểu tử ngươi gan to bằng trời nhất còn dám nói người khác lợi dụng chính bản thân ngươi cũng đang lén lợi dụng đấy có điều nghiêu hữu đạo hắn ta cũng không thể trêu chọc vào được đây là chuyện bên các chủ chủ động trêu chọc không liên quan hắn ta cộng thêm mấy chục vạn kim tệ ép xuống hắn ta cũng sẽ không nói lung tung được lời của ta không có tác dụng gì nhưng sẽ như thế nào trong lòng mọi người hiểu rõ không sợ chết thì đừng ngại thử xem sở ăn lâu nhàn nhạt một tiếng ra khỏi khách sạn đón gió tuyết trong lòng hoàng liệt tức giận chạy từ xa tới đây là để bàn cái chuyện nát này. chương 279, đàm phán 2, những người tùy hành cũng bực bội, trở về hậu đường cửa hàng, một trưởng lão nói tiểu tử kia quá cản rỡ, không giết không đủ để thiết mối hận trong lòng ta. Hoàng Liệt đi qua đi lại trong đường dơ tay lên, tiểu tử kia ở tại nơi chiêu đãi khách quý của băng tuyết các. Sở An Lâu lại ra mặt giúp hắn, ý tứ băng tuyết các bày ra rất rõ ràng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, trước khi không biết rõ tình huống, tốt nhất đừng hành động lung tung còn nữa đối phương bắt chúng ta vượt đường xa như vậy đến không phải chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này chỉ e là có nguyên nhân dặn thiệu bình ba cảnh cáo hắn đừng làm loạn xảy ra chuyện đừng trách đại thiện sơn chúng ta không khách khí dứt lời gã hơi phiền lòng phất tay đi vào trong nghỉ ngơi chạy từ xa tới chỉ vì câu chuyện chưa được nửa canh giờ này thực sự quá bực bội tiễn khách đi rồi viên cương theo nghiêu hữu đạo vào phòng hỏi đạo gia có đại thiện sơn cảnh cáo chắc hẳn thiệu bình ba cũng không dám làm loạn ngụ ý là chuyện xích dương chu quả khi nào mới ra tay như hữu đạo đẩy cửa sổ ra nhành gió tuyết bên ngoài cười lạnh một tiếng cảnh cáo của đại thiện sơn hữu dụng mới là lạ thứ cảnh cáo này chỉ có thể hù dọa kẻ không chút năng lực người có năng lực dĩ nhiên sẽ có tự tin đối mặt trừ phi thực sự không có cách chỉ cần có cách loại người như thiệu bình ba chắc chắn không bỏ cơ hội lật đổ ta cứ chờ đi nếu hắn không ra tay độc ác mới là lạ viên cương nhíu mày vậy nói mấy cái này với hoàng liệt làm gì dày vào người ta đi từ xa tới một chuyến, còn đắc tội người ta nữa. Như hữu đạo hít sâu một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, có đôi khi phải phách lối một chút, dày vào người ta cũng là một loại thái độ, mang ý nghĩa không sợ hãi. Để hoàng liệt tận mắt nhìn rõ tình hình, tự cảm nhận một chút, chỉ ít là khiến đại thiện Sơn có chỗ kiêng kỵ, trong thời gian ngắn không dám nối giáo cho giặc, chúng ta an toàn rời khỏi băng tuyết các cũng bớt đi một phần nguy hiểm không phải sao. Ngoài ra cũng là để nhắc nhở băng tuyết các, đây mới chỉ là bắt đầu hai ngày sau cửa hàng bên lưu tiên tông có tin tức tới phí trường lưu trưởng môn lưu tiên tông đến nghiêu hữu đạo cũng không vội vã đi gặp mặt phải đợi người đến đông đủ đã lại vài ngày sau bành hữu tại trưởng môn thiên ngọc môn trịnh cửu tiêu trưởng môn phù vân tông hạ hoa trưởng môn linh tú sơn đều lần lượt đến băng tuyết cát lúc này nghiêu hữu đạo mới phát thiệp mời cho các vị trưởng môn lần này nghiêu hữu đạo không mời sở ăn lâu Tinh không vạn lý, trưởng môn bốn phái nhận được thiệp mời tề tựu ở tầng cao nhất khách sạn Thải Hồng đều đã đến đây. Hạ hoa trưởng môn Linh Tú Sơn là một phụ nhân, tuổi tác không nhỏ, quần áo thì hoa lệ, cái kiểu hoa lệ màu sắc rực rỡ, trên mặt tô son điểm phấn, cách ăn mặc vô cùng lộng lẫy không hề tùy tiện, hai mắt to rất có thần. Còn trưởng môn Thiên Ngọc Môn, dưới uy áp của Bạch Diêu, nhiều hiếu đạo có thể nói là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, người cao ngựa lớn, vừa nhìn là biết cùng hệ mạch với Bạch Ngọc Lan, Phượng Nhược Nam, không cần giới thiệu nghiêu hữu đạo cũng có thể nhận ra được. Trịnh cử tiêu trưởng môn Phù Vân Tông lại rất nhao nhã, bộ râu dài đen như mực, tay thỉnh thoảng đưa lên vuốt, rất có bộ dạng tiên phong đạo cốt. Phí trường lưu trưởng môn lưu tiên tông thì không biết có phải vì có ý kiến với nghiêu hữu đạo hay không mà mặt mày không có ý cười. Đối với thiên ngọc môn có thể tiết chế chư hầu một phương mà nói, những môn phái chỉ có thể phụ thuộc quyền thế như lưu tiên tông, phù vân tông và linh tú sơn đều là những môn phái nhỏ trưởng môn ba phái nhìn thấy bành Hựu tại tư thái cao thấp rõ ràng mặc dù khách đến có thái độ với mình như thế nào nghiêu hữu đạo đều nhiệt tình mời trưởng môn bốn phái vào trong viên sảnh ngồi đồng thời bảo mô tam lượng và lôi tông khang canh giữ trên bậc thang không để ai đến gần nói đi có chuyện gì bành hữu tại cầm đại mã kim đao ngồi xuống hai tay chống đầu gối mở miệng trước đối với lời mời của Ngưu hữu đạo lão không hề thoải mái có ý gì chứ chẳng qua chỉ là một tên tạp nham nhỏ bé ký sinh trong phạm vi thế lực môn phái của mình mà dám giữ người của thiên ngọc môn chẳng lẽ lại có cái lý như vậy hắc mẫu đơn dâng trà nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu mời dùng cười nói nếu bành trưởng môn đã gấp gáp như vậy vậy thì được vậy trước hết ta xin phép thỉnh giáo phí trưởng môn của lưu tiên tông đi phí trưởng lưu liếc hắn nghiêu hữu đạo hỏi phí trưởng môn mọi người ai đều vì mình lưu tiên tông nhiều lần sống mái với ta ta không nói ta chỉ hỏi một câu, ân oán trước kia có thể xóa bỏ không? Ánh mắt phí trường lưu quét qua nơi mình chưa từng có cơ hội bước vào này, trầm giọng nói ta có thể đồng ý với ngươi không truy cứu chuyện trước kia, có điều tổn thất ở cửa hàng trích tinh thành thì tính sao? Ánh mắt nhìn về phía trịnh cửu tiêu và hạ hoa, cửa hàng hai vị cũng tổn thất không nhỏ nhỉ. Trịnh cửu tiêu tổn thất hơn 100 vạn kim tệ. Hạ hoa, không khác mấy, đồ của cửa hàng chúng ta gần như bị khoáng sạch. Bành hưu tại hơi sững sờ, chuyện gì vậy? cửa hàng ba phái này ở trích tinh thành như thế nào? Phí trường lưu nói, như hữu đạo, đồ ngươi đánh thắp ở cửa hàng ba phái chúng ta có phải nên trả lại cho chúng ta không? Chỉ cần đền bù tổn thất này lưu tiên tông có thể cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ánh mắt bành hữu tại lóe lên, nhìn về phía như hữu đạo, cái thằng này đờ đã trộm cửa hàng ba phái. Sao không nghe quận Thanh Sơn nói gì? Hai vị trưởng lão sau lưng lão cũng hai mắt nhìn nhau, dường như hơi khó tin người trông coi cửa hàng ba phái chẳng lẽ chết rồi hả? À? trịnh cửu tiêu gật đầu ta cũng có ý này hạ hoa không sai tổn thất hơn trăm vạn kim tệ đối với môn phái quy mô như bọn hắn không phải con số nhỏ cũng là gia sản phải rất nhiều năm mới dành dụng được đương nhiên sở dĩ tỏ thái độ bằng lòng buông thang nghiêu hữu đạo dĩ nhiên là vì đang ngồi ở đây kiêng kỵ băng tuyết khác ta không hiểu các người đang nói gì nghiêu hữu đạo một câu phủ sạch hắn không thể thừa nhận việc này trước mặt mọi người Chuyện cướp cửa hàng ở Trích Tinh Thành có điên mới thừa nhận. Phí trường lưu, trong lòng mọi người đều biết rõ, giả bộ hồ đồ làm gì. Việc này cứ gác sang một bên trước đã. Nghiêu hữu đạo không muốn bàn đến chuyện này, mời người đến cũng không phải để bàn chuyện này. Những thứ đó đều bán đổ bán tháo đi rồi, hắn không bỏ ra được những thứ đó cũng không bỏ ra được nhiều tiền bồi thường như vậy. Tống Cửu Minh nói giết ta là có thể tái xuất, hứa hẹn cho Lưu Tiên Tông lợi ích, sau Lưu Tiên Tông bôn ba bỏ sức, không biết ta nói đúng không? ánh mắt phí trường lưu lộ vẻ kinh ngạc không biết làm sao đối phương lại biết trịnh cửu tiêu và hạ hoa kinh ngạc nhìn về phía ông ta đều thầm mắng quả nhiên tống ra luôn thiên vị lưu tiên tông vì sao không đánh tiếng với bên mình bành hữu tại ngồi bên đã biết trước tình hình hình như thương triều tông sắp xếp thám tử bên tống ra thương triều tông truyền tin cho nghiêu hữu đạo cũng truyền tin cho bên thiên ngọc môn cho nên lão đã biết phí trường lưu ta đã nói chỉ cần ngươi bồi thường tổn thất cửa hàng ta những chuyện khác coi như qua Ngưu Hữu Đạo, phí trưởng môn, Lưu Tiên Tông trước kia không được giết ta, bây giờ ta cũng dám khẳng định, Lưu Tiên Tông sau này, tương lai cũng không được giết ta. Xin hỏi Tống Cửu Minh tái xuất như thế nào, thực hiện hứa hẹn cho Lưu Tiên Tông lợi ích như thế nào? Phí trường Lưu, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta à? Bồi thường tổn thất cho Lưu Tiên Tông, cái khác nể mặt băng tuyết khác, Lưu Tiên Tông ta không truy cứu nữa. Ngưu Hữu Đạo không thèm tiếp tục đề tài này, Tống Cửu Minh đừng nói tái xuất, ta đánh cược với ông nhé, Tống gia sắp bị diệt tới nơi rồi. Chương 280, đàm phán 3. Phí Trường Lưu, chớ lôi thôi với ta về Tống gia gì đó, người cũng bất dở trò đi. Chuyện trước kia đều vì bản thân, trợ giúp Tống gia tử thương gì đó Lưu Tiên Tông ta nhận, nhưng khoản tiền khổng lồ bên cửa hàng là tài sản chung của đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông, giờ ngươi không đưa ra được câu trả lời, cứ bị mất trắng như vậy ta cũng không cách nào cho đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông câu trả lời. Đương nhiên, nếu ngươi có thể khiến băng tuyết các nói ra một câu không cho phép truy cứu chuyện này vậy ta cũng nhận nếu không chỉ có thể tìm ngươi như hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo lưu tiên tông vốn phụ thuộc tống gia bây giờ tống gia sụp đổ lưu tiên tông nhất thời nên đi đâu e là ông đang lo lắng chuyện này phí trường lưu đây là chuyện của lưu tiên tông không cần ngươi quan tâm ánh mắt nghiêu hữu đạo lướt qua đám người lần này mời tất cả đến đây chính là trao đổi lợi ích chia cắt nam châu yến quốc lợi ích này so với tống gia cho như thế nào phí trưởng môn nếu không hứng thú giờ có thể rời đi, ta không miễn cưỡng, về sau sống hay chết ta có thể phụng bồi bất cứ lúc nào. Mấy vị đang ngồi đây đều chố mắt, chia cắt Nam Châu Yến Quốc. Phí Trường lưu, trịnh cửu tiêu, hạ hoa ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau khi bành hữu tại hơi sướng ra thì cười lạnh nói, chia cắt Nam Châu, khẩu khí thật lớn, hẳn đây là ý băng tuyết khác. Nghiêu hiểu đạo đưa tay ra hiệu với phí Trường lưu, ta nói là không miễn cưỡng, phí trưởng môn muốn đi cứ việc đi phí trường lưu ra vẻ hoàn toàn rừng dưng nói, nghe một chút cũng không sao. Nghiêu hiểu đạo suy một tiếng, nhìn xung quanh hỏi, có đạo lý như vậy sao? Ngươi muốn tính sổ với ta, ta há có thể cho ngươi nghe chuyện cơ mật. Ô thiếu hoan đứng sau lưng phí trường lưu cúi người thì thầm vài câu với phí trường lưu rồi đứng thẳng người. Gương mặt phí trường lưu cứng ngắc, mi mắt rủ xuống nói, nếu thật sự lợi ích của Nam Châu có thể đền bù được tổn thất cho lưu tiên tông ta, ta coi như cũng có cái bản giao với trên dưới Lưu Tiên Tông, ân oán trước kia không phải không thể đặt xuống. như Hữu Đạo lại hỏi hai vị khác, trịnh trưởng môn và hạ trưởng môn thì sao? Vẫn tính sổ hay là thế nào? Trịnh cửu tiêu vuốt dâu nói, nghe xong hãng quyết, hạ hoa ừ một tiếng, gật đầu phụ họa, nếu vậy, vậy thì nghe trước chút đi. như Hữu Đạo có vẻ trào phúng cười nhạo một tiếng, lại nhìn về phía bành lụa tại nói, không liên quan gì tới băng tuyết các. Chẳng lẽ bành trưởng môn cho rằng chí hướng của Dung Bình quận Vương chỉ là một quận thanh sơn nhỏ bé sao? Nếu là ý của băng tuyết các còn có khả năng, nghe xong không phải ý của băng tuyết các, bành lục tại lập tức khinh thường, ai không muốn đi lên chỗ cao chứ? Chí hướng có cao nhưng cũng phải có thực lực tương đương mới được chứ đừng có ngồi đây mà ba hoa chích chòe. Nghiêu hữu đạo đối chọi gay gắt, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Thử nghĩ nếu không có hành động của Dung Bình quận Vương ở huyện Thương Lư, thiên ngọc môn ở cảnh nội Nam Châu chẳng qua chia có một vùng đất quận Quảng Nghĩa sao. Dung Bình quận Vương vừa đến lập tức giúp Thiên Ngọc Môn lấy được cả quận Thanh Sơn đã nhiều năm chấn giữ, chẳng lẽ Dung Bình quận Vương là kẻ ba hoa trích chòe? Lời này hơi mỉa mai Thiên Ngọc Môn vô năng, dĩ nhiên bành hữu tại không thích nghe, cười lạnh nói, nếu không có Thiên Ngọc Môn ta ủng hộ, hắn lấy gì đi chiếm quận Thanh Sơn? Như hữu đạo, vậy sao Thiên Ngọc Môn không lấy quận Thanh Sơn từ sớm mà phải chờ Dung Bình quận Vương tới lấy? hẳn là thiên ngọc môn có khả năng tiên đoán, sớm biết dung bình quận vương có thể sớm thoát khỏi tai ương lao mục đến quận Thanh Sơn nên chờ sẵn đã lâu à. Bành trưởng môn nói ra những lời này không sợ người khác chế nhạo sao. Ha ha, nếu không có dung bình quận vương giải quyết hết các mặt, thiên ngọc môn có dám ủng hộ không? Nếu không phải Dung Bình Quận Vương đã bố trí thỏa đáng hết thảy, Thiên Ngọc Môn có dám can đảm không hay Thiên Ngọc Môn chỉ là một thế lực Nam Châu có đầu rụt cổ ở quận Quảng Nghĩa? Làm can, một trưởng lão sau lưng bành ngược tại giận dữ quát như hữu đạo nâng chén trà lên liếc trưởng lão kia một chút chậm rãi nâng lên bên môi có thể ngồi xuống để bàn tức là nói lý với nhau chứ không phải so xem ai quát lớn hơn dứt lời hắn nhẹ nhàng thổi trà nóng chậm rãi nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói nếu lúc mới tới quận quảng nghĩa dung bình quận vương nói sẽ nắm được cả quận thanh sơn e là sẽ giống như hôm nay sẽ bị bành trưởng môn diếu cợt diếu cợt dung bình quận vương không biết tự lượng sức mình nhưng mà sự thật như thế nào chỉ sợ lúc trước Thiên Ngọc Môn nằm mơ cũng không ngờ Dung Bình quận Vương có thể trở thành chủ quận Thanh Sơn. Mỉa mai ngày hôm nay hình như đã lặp lại bên cũ rồi. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa nghe thấy những lời này đều như có gì suy nghĩ, cảm thấy hình như đúng là vậy. Lúc trước không ai có thể ngờ Thương Triều Tông có thể nhanh chóng lấy được quận Thanh Sơn như vậy. Bành hữu tại giơ tay lên, ngăn trưởng lão đang giận tím mặt sau lưng, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Thương Triều Tông nếu thật sự có cách lấy được Nam Châu, dĩ nhiên thiên ngọc môn ta sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ chỉ gọi tốt, sẽ không làm ác. Nhưng quận Thanh Sơn mới lớn chừng nào, Nam Châu lại rộng bao nhiêu? Cho dù thiên ngọc môn ta bất chấp mọi giá liều mạng ngăn cản các môn phái khác thì sao? Nhân mã hai quận Quáng Nghĩa và Thanh Sơn cho dù có giao hết cho thương triều tông hắn điều khiển, mặt đất Nam Châu rộng như vậy, nhân mã sau khi phân tán có thể chấn thủ được sao? Cưỡng ép chiếm một châu, triều đình Yến Quốc Há sẽ bỏ qua. Người ở đây gióng giặc như vậy hẳn đã cùng Dung Bình quận vương thương lượng ổn thỏa biện pháp rồi. Đã nói đến nước này, nếu đúng như những gì hắn nói, thật sự có thể lấy được cả Nam Châu cớ gì không làm. Ngăn trưởng lão tức giận lại cũng là muốn nghe thử tình hình phía sau. Thân là trưởng môn một phái, cân nhắc lợi ích cả một môn phái, vì đấu võ mồn mấy câu xả giận àm chậm trễ đại sự là việc không cần thiết. Như hiểu đạo, muốn chiếm đóng Nam Châu, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là binh cường mã tráng, dựa vào thiên ngọc môn ông xuất lực là giả, Thiên Ngọc Môn ông người tuy nhiều nhưng muốn thủ một vùng lớn như Nam Châu thì chưa đủ để nhét kẽ răng, cho nên vẫn phải dựa vào bên Dung Bình quận Vương. Trần Đình Tú cũng chính là vị trưởng lão tức giận đứng sau lưng bành hữu tại cười lạnh nói, Trấn thủ một phương phượng lăng ba cũng được, sao không phải thương Triều Tông không được. Nghiêu hiểu đạo, đó là dĩ nhiên, nhưng mà ta chỉ ủng hộ thương Triều Tông, chỉ đơn giản như vậy. Trần Đình Tú châm chọc nói, người ủng hộ, người lấy cái gì ra ủng hộ. Nghiêu Hữu đạo, chuyện đánh giặc ta không hiểu, Lúc ta và Dung Bình quận vương còn cả Lam Như Đình nói chuyện đã từng hỏi bọn hắn, đánh hạ Nam Châu cần bao nhiêu nhân mã. Bọn hắn nói, nếu chỉ là công đánh, 30 vạn tinh binh là đủ. Còn thủ vệ và quản lý sau khi đánh được thì cứ chiêu nhân đinh tại chỗ là được. Trên thực tế nhân mã trinh chiến không cần quá nhiều, nhiều quá thành ra lại là gánh nặng. Tính toán toàn bộ, trừ đi 10 vạn tinh binh của quận Quảng Nghĩa vẫn còn cần 20 vạn nhân mã tinh nhuệ nữa mới được. Mọi người nhìn hắn, không biết hắn hỏi một đường trả lời một nẻo thế này là có ý gì. Bành hữu tại hư lạnh, quận Quảng Nghĩa có thể nuôi nhân mã 10 vạn tinh nhuệ đã là cực hạn, đó là còn nhờ quận Quảng Nghĩa là nơi đất lành, tăng thêm 20 vạn tinh nhuệ, tiền lương tiêu hao quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn căn bản không thể gánh vác được. Nghiêu hiểu đạo chậm ung dung nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, đây chính là chỗ ta có thể chống đỡ được, ta có thể cung cấp tài lực ủng hộ. Bành hữu tại, người có biết chi phí sinh hoạt một ngày của một tinh binh bao nhiêu không? ăn uống đơn giản nhất tối thiểu phải 10 đồng tệ, người ta còn phải nuôi vợ con, mỗi người mỗi tháng ít nhất phải 300 đồng tệ mới đủ sinh hoạt cơ bản của một gia đình, mỗi ngày tính ra là 10 đồng tệ. chương 281, buộc phải trừ kẻ này. Không tính tiền quần áo, chiến giáp và binh khí, không tính tiền chiến mã và lương các tướng lĩnh, không tính tiền chữa trị tổn thương và huấn luyện cũng chưa tính tiền trợ cấp ngoài ý muốn. Chỉ là chi phí cơ bản nhất của mỗi người mỗi ngày đã tốn 20 đồng tệ. 20 vạn tinh nhuệ, mỗi ngày phải tốn 400 vạn đồng tệ, quy ra kim tệ là 400, trên thực tế không phải chỉ 400 kim tệ, cộng với các khoản phụ khác, nuôi 20 vạn tinh nhuệ tối thiểu phải tốn gấp 3 lần số đó trở lên, mỗi ngày không có 1.500 căn bản không chống đỡ nổi. Đây mới chỉ là một ngày, 10 ngày là một vạn năm, một tháng là 4 năm vạn, một năm gần 50 vạn kim tệ mới đúng. Treo chống 20 vạn nhân mã tinh nhuệ tác chiến đằng sau phải nuôi bao nhiêu công tượng người biết không? Phải mua bao nhiêu ngựa người biết không? chưa tính là xảy ra chiến sự, cần phải chuẩn bị một lượng lớn nhân lực và tài lực để chuẩn bị và vận chuyển lúc cần thiết, tiền trợ cấp cho một lượng lớn người chiến tử, các loại chi phí tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, tiến đánh Nam Châu nói thì dễ lắm nhưng không dễ đánh vậy đâu, nhất định phải có tài lực cường đại trèo chống, người ủng hộ. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ủng hộ, phí trường lưu nhàn nhạt một tiếng, e là trộm đồ của ba cửa hàng chúng ta, có chút tiền vốn mới dám nói như vậy. Nhiều hiểu đạo, không cần liệt kê những khoản này cho ta nghe, ta mặc kệ mấy thứ lạc phật này ta cũng chẳng hiểu mấy thứ lạc phật đấy ta chỉ cung cấp tài lực ủng hộ cụ thể tiêu như thế nào đó là chuyện dung bình quận vương phải quan tâm bành hữu tại đưa tay ra tiền đâu nếu có thể lấy ra tiền có thể có tài lực cho thương triều tông chiêu binh mãi mã đừng nói tiến đánh nam châu tiến đánh toàn bộ yến quốc thiên ngọc môn ta cũng không có ý kiến nếu chỉ đem tiền ra cho dung bình quận vương chiêu binh mãi mã loại phương thức ủng hộ này quả thật hạ sách nghiêu hữu đạo cười đưa tay cầm chén trà trước mặt hắn lên nhẹ nhàng đặt lên bàn tay vừa đưa ra của bành hữu tại, ta chẳng những bỏ tiền cho dung bình quận vương chiêu binh mãi mã, mà còn giúp thiên ngọc môn có thể ăn mập bụng. Sau đó chỉ đám phí trường lưu, cả các người nữa, mấy người nhìn nhau, bành hữu tại buông chén trà xuống, nói ta không nghe những chuyện không nhìn thấy, người đem tiền ra đây cái đã. Nghiêu hữu đạo tiền ở ngay cửa hàng thiên ngọc môn. Bành hữu tại sững sờ, quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng, hẳn là ẩn tình cửa hàng mình mình còn chưa biết nhưng tất cả đều mờ mịt lắc đầu bày tỏ không biết chuyện gì hạ hoa chen lời bành trưởng môn chắc là hắn đang nói hàng trong cửa hàng các người hàng trong cửa hàng chúng ta hắn đã bán được không ít tiền đâu bành hữu tại trầm mặt xuống nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo cười mắng hạ hoa hạ trưởng môn nói đùa không buồn cười chút nào đồ trong cửa hàng của bà mất nên có phải cũng mong đồ cửa hàng người khác cũng mất theo không hắn lại quay đầu nói với bành hữu tại cho ta thời gian nửa tháng nửa tháng sau sẽ để các vị thấy tiền sáng mắt, không kìm được vui mừng. Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thằng nhãi này thật sự dám nói như vậy, đừng nói xử lý một tháng, nửa năm cũng được. Bành hữu tại, nếu đã lặn lội đường xa đến đây, ở lại non nửa tháng tìm hiểu tình hình cũng chẳng phải chuyện gì. Ta chờ cách xử lý của ngươi, nếu nửa tháng sau không bỏ ra được tiền thì sao? Như hữu đạo chỉ chỉ, giờ ta sẽ đến cửa hàng của Thiên Ngọc Môn Ông, nếu nửa tháng không kiếm ra được tiền, tùy ý xử trí, như thế nào? ở cửa hàng chúng ta, bành hữu tại hồ nghi, như hữu đạo mỉm cười nói, ta nói rồi, tiền ở ngay cửa hàng thiên ngọc môn dĩ nhiên là phải tìm cho ta, bành trưởng môn không cần hỏi nhiều, đến lúc đó cứ nhìn sẽ biết, dù sao cũng bị nhốt dưới tầm mắt của ngày, cũng đầu cần lo tôi nuốt lời chạy mất, ông nói đúng không? Nể mặt tiền, chuyện này cứ quyết định vậy đi, đám bành hữu tại quay đầu đi, đám như hữu đạo sau đó cũng trả phòng rời đi. Muốn đi, sợ ăn lâu trong phòng, như hữu đạo đến đây chào từ biệt sở an lâu kinh ngạc. Nghiêu hữu đạo cười nói, quấy giày sở trưởng quỹ lâu như vậy, cũng nên rời đi rồi. Sở an lâu hoài nghi nói, bàn xong rồi à, bọn hắn không làm khó dễ ngươi. như hữu đạo, ta với thiên ngọc môn vốn không thù, ba phái lưu tiên tông kia chẳng qua chỉ chút giận cho tống ra kinh thành. Giờ tống ra bị nghiêng, bọn họ không cờ thiết dây dưa với ta mãi không buông, chuyện này chỉ cần nói rõ là sẽ cho qua thôi. Sở An lâu nhíu mày, người không giả vờ lấy băng tuyết các ra để giải quyết bọn hắn đấy chứ. Ngưu hữu đạo, Sở trưởng quý quá lo lắng, bọn hắn có lẽ sẽ chịu chấn nhiếp của băng tuyết cát, nhưng ta chẳng qua chỉ có thể ở tạm đây một chút, băng tuyết cát sẽ không nhúng tay vào, chỉ có thể che giấu giúp ta một chút. Thời gian còn rất dài, còn phải trải qua rất nhiều thị thị phi phi, dần dần có liên quan đến băng tuyết cát không mọi người sẽ phát giác ra ngay. Người thường không phải đồ đần, muốn lừa gạt cũng chỉ lừa được mình, không lừa được người khác, cuối cùng cũng sẽ thấy rõ chân tướng. Như vậy thì đem băng tuyết cát ra lừa chỉ có thể tự hại mình vẻ mặt sở an lâu hòa hoãn lại biết vậy là tốt vậy thì ta không tiến nữa sở trưởng quỹ dừng bước tại hạ cáo từ như hữu đạo chắp tay cứ thế mà đi sở an lâu ừ một tiếng chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn không nhắc tới mấy chục vạn kim tệ tạm để trong tay hắn ta như hữu đạo cũng không nhắc tới chuyện này giống như chưa từng xảy ra như hữu đạo che đầu che mặt rời khỏi khách sạn thải hồng mang theo mấy thủ hạ đến cửa hàng của thiên ngọc môn vừa xuống ngựa nhiều hữu đạo đã bảo đám hắc mẫu đơn xử lý chút vật liệu sau đó thấy nhiều hữu đạo đang bận rộn, thỉnh thoảng như thợ mộc xử lý vài thứ đổ gỗ. Khi lại giống thợ rèn gỡ cong cong, nói theo kiểu viên cương, có không ít thủ nghệ, bành hữu tại cũng nhìn vài lần không biết hắn đang làm gì, nhiều hữu đạo chỉ nói thời gian đến sẽ biết, sau đó hình như đã bước vào thời điểm mấu chốt, bành hữu tại muốn lại nhìn thì lại không được cho nhìn, bị cản lại. Bắc Châu, trong lăng ba phủ, trong đình hoa viên, hoàng đấu, lâm hồ đang đứng trước mặt thiệu bình ba. Sao hắn biết có dính đến băng tuyết các?" Thiệu Bình ba hoài nghi. Hoàng đấu lắc đầu, "Không biết, nhưng là trưởng môn hy vọng đại công tử nhớ kỹ, tình hình chưa rõ, hy vọng đại công tử đừng trêu vào hắn nữa, tránh phiền toái không cần thiết. Nhất là nhớ lấy, tuyết bà bà đứng sau băng tuyết các áp đảo chúng sinh, dám có chủ ý với băng tuyết các, hậu quả chúng ta không thể gánh được, một câu nói của băng tuyết các có thể khiến cả Thiệu gia thành cho tàn, đại công tử là người thông minh, mong hãy ghi nhớ." Thiệu Bình ba bình tĩnh gật đầu lời trưởng môn ta đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Thấy hắn ta hứa hẹn, hai người cũng yên tâm, chắp tay cáo từ. Thiệu Bình Ba chắp tay im lặng một lúc, chợt nói, việc này ngươi thấy thế nào? Quản gia Thiệu Tam Tỉnh đi lên trước, thở dài, đại công tử đã đồng ý rồi thì hãy làm theo đại thiện sơn đi. Thiệu Bình Ba hơi hi ép mắt, ta đánh cược là hắn và băng tuyết các căn bản không có quan hệ gì, chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Thiệu Tam Tỉnh kinh ngạc, dù sao cũng đã đi theo nhiều năm, hiểu hắn ta khá rõ, nghe ra được thâm ý trong lời nói của hắn ta, tức là hắn ta không có ý định dừng tay, lão có chút nơm nớp lo sợ nói, đại công tử cớ gì lại nói vậy. Thiệu Bình Ba Hừ lạnh nói, đạo lý rất đơn giản, ta chắc chắn nghiêu hiếu đạo sẽ không bỏ qua cho ta, nếu hắn ta thực sự có nguồn gốc sâu xa gì với băng tuyết các thì cứ trực tiếp mượn thế băng tuyết các giết ta là xong, đại thiện Sơn không dám không nghe, không đáng để vòng vo thế này. Hắn không làm như vậy, điều đó chỉ có thể nói hắn làm không được, không phải cáo mượn oai hùng là cái gì chương 282, liệt tử. Thiệu Tam tỉnh nghe xong thấy hình như cũng có lý, hỏi lại, vậy tại sao hắn lại ở khách sạn Thải Hồng gì đấy? Thiệu Bình Ba lắc đầu, tình hình biết được có hạn, cái này ta cũng nghĩ không thông, nhưng ta biết tên kia xảo trá, trong đó khẳng định có nguyên nhân gì đó chúng ta không biết, tuyệt đối không như bề ngoài Đại Thiện Sơn nhìn thấy. Tóm lại hắn càng khoe khoang ở khách sạn Thải Hồng thì càng có vấn đề. Chỉ có như vậy, ngay cả Đại Thiện Sơn cũng không dám động đến hắn, người bên tống ra cũng đừng mong trông cậy được như vậy hắn tránh thoát một kiếp thực sự đáng hận thiệu tam tỉnh vậy sao công tử không giải thích rõ ràng với đại thiện sơn thiệu bình ba hỏi lại giải thích rõ sao ta nói nhiều hữu đạo sẽ không bỏ qua ta việc này chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói bằng lời không có chứng cứ nói không rõ ràng huống chi ta trong mắt hoàng liệt chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến bị lợi dụng thôi hữu dụng thì dùng không dùng được nữa sẽ một cước đá văng hắn sẽ không mạo hiểm đắc tội với băng tuyết các vì ta những người này, trong chuyện âm mưu chém giết đầu óc chẳng kẻ nào đủ dùng cả, giải thích với đám ngu xuẩn này không rõ ràng được đâu. Quay người lại, thấp giọng nói với thiệu tam tỉnh, người âm thầm liên hệ tu sĩ khác, để bọn hắn nhìn chằm chằm bên băng tuyết khác, ta đoán nhiều hữu đạo sẽ không từ thủ đoạn giành lấy xích dương chu quả, băng tuyết cát sớm muộn gì cũng có biến. Thiệu tam tỉnh kinh ngạc, cái này, đại công tử đã nói rõ chuyện này ra rồi, hắn còn dám ra tay. Thiệu bình ba cười lạnh, băng tuyết khác không phải cũng chỉ là một đám địa vị cao một chút thôi sao, ngươi cho rằng thật sự là thần à. Chúng chỉ có thể hù dọa mấy kẻ vô năng một chút chứ kẻ có năng lực thì không hù dọa nội. Kẻ năng lực bình thường thường tương đối tự tin, hắn dám xông lên băng tuyết các đã có thể nói rất rõ vấn đề, mượn đại thiện sơn áp chế ta, nói cái gì mà ta muốn lợi dụng băng tuyết các đối phó hắn đơn giản chỉ dự phòng trước, muốn chặn miệng ta, từ đó càng chứng tỏ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy cũng càng nói rõ, hắn không có quan hệ gì với băng tuyết các, thủ đoạn bình thường không lấy được xích dương chu quả dĩ nhiên phải khai thác thủ đoạn không bình thường, chỉ e ngay từ đầu hắn đã không định cầu xin bình thường. Người cho người chú ý chặt chẽ, nhất là nơi sản sinh xích dương chu quả, một khi có bất kỳ dị thường gì cần phải lập tức nói cho ta. Lời cảnh cáo của Đại Thiện Sơn trước đó khiến Thiệu Tam tỉnh trong lòng bất an, Đại Công Tử, ngay cả người cũng nói như hữu đạo kia không đơn giản, hắn mạo hiểm như vậy có đáng không? Đáng không? Thiệu Bình Ba lắc đầu, không phải đáng mà là quá đáng, đổi lại ta nếu có điều kiện kia của hắn ta cũng sẽ làm vậy. Ngay từ đầu ta cũng chưa nghĩ ra, thông qua tin đại thiện Sơn truyền đến, tên kia vẫn nghiễm nhiên để mắt tới xích dương chu quả không buông, bị ta nói trắng ra ý đồ cũng không chịu buông tay, tình nguyện mạo hiểm, đây là vì sao? Sau này ta dần dần hiểu rõ, kẻ này bụng dạ cực sâu, ánh mắt sâu xa, e là hắn đã để ý đến miếng thịt béo kim châu này. Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc, Kim Châu là địa bàn của vạn động thiên phủ, vạn động thiên phủ há có thể dừng tay thiệu bình ba ta hỏi ngươi nếu xích dương chu quả về đến tay mẹ con hải như nguyệt hải như nguyệt có cho nhi tử dùng không thiệu tam tỉnh chuyện này là dĩ nhiên có cơ hội chữa trị làm nương không có lý gì lại trơ mắt nhìn nhi tử chết thiệu bình ba ta hỏi ngươi nếu trộm từ băng tuyết các đến thì sao thiệu tam tỉnh e là cũng vẫn dùng một khi tiêu thiên trấn có chuyện tình cảnh của nàng ta ở kim châu cũng phiền phức cho dù là vì nhi tử hay vì bản thân nàng nói đến đây đột nhiên ngẩng đầu tựa hồ hiểu ra gì đó Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm hai mắt lão, biết lão đã lĩnh hội, khẽ gật đầu, người đoán không sai, một khi Tiêu Thiên Trấn dùng xích dương chu quả trộm được từ băng tuyết các, mẹ con Hải Như Nguyệt sẽ không thoát khỏi sự khống chế của hắn, hai mẹ con tất nhiên sẽ âm thầm bị hắn điều khiển, nếu không lửa giận của băng tuyết các không phải thứ hai mẹ con bọn họ có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cần âm thầm khống chế hai mẹ con là được, không cần chính diện dùng sức mạnh với vạn động thiên phủ, một khi thời cơ chín mùi, cục thịt béo kim châu này hắn có thể đưa tay lấy ăn bất cứ lúc nào. Loại người này rất nguy hiểm, chỉ cần hắn để mắt tới Kim Châu, đám thất phu vạn động thiên phủ chưa chắc là đối thủ của hắn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn cắm tay vào. Huống hồ âm thầm khống chế hai mẹ con kia sẽ mang đến lợi ích cực lớn, đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn không từ thủ đoạn phải lấy bằng được xích dương chu quả. Hiện trên cơ bản có thể khẳng định, từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định trực tiếp cầu xin, tất nhiên là phải giấu giếm thế lực các nơi của vạn động thiên phủ, biết ngay cả người của vạn động thiên phủ cũng hắn cũng nhốt ở khách sạn Thải Hồng ta càng khẳng định như vậy. Cần phải cho người nhìn chằm chằm bên băng tuyết khác, hắn tuyệt đối sẽ động thủ, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ, ta buộc phải trừ khử kẻ này. Thiệu tam tỉnh, được, đại công tử yên tâm, lão nô biết nên làm gì. Thơm quá, mùi gì vậy? Vách đá hẻm núi, người qua lại ngoài cửa hàng thiên ngọc môn đều lờ mờ người thấy mùi hương kỳ lạ, đang cùng nhau đánh giá. Trong cửa hàng, người của Thiên Ngọc Môn cũng truy tìm nơi phát ra mùi thơm này, có điều ngay cả trưởng môn Bành Hữu Tại cũng bị ngăn lại. Bành trưởng môn, xin lỗi, hiện tại vẫn chưa tới lúc. Viên cương ngăn lại ở giao lộ đi vào trong, đám đoạn hổ phía sau hơi trột dạ, ở trên địa bàn của Thiên Ngọc Môn mà lại cản trưởng môn người ta lại. Trần Đình Tú khiển trách quát, làm can, chẳng lẽ để mặc các ngươi làm sằng làm bậy sao? Viên cương không để ý tới lão, chỉ nhìn chăm chăm bành hữu tại hỏi, chẳng lẽ bành trưởng môn muốn tiền về đến tay còn bị phá hỏng sao? Nghe thấy lời ấy, bành hữu tại chỉ có thể nén lòng hiếu kỳ, tiếp tục nhẫn nại. Trong cấm địa, như hiếu đạo đưa tay uốn cong ống dẫn đồng thau, dùng tay nắn lại thành một mớ rồi vứt sang một bên, nồi và bếp các kiểu cũng bị hủy. Sau khi hủy thi diệt tích tất cả vật phẩm mới từ trong nhà đi ra, phất tay gọi ngô tam lượng đang canh giữ trên thông đạo lại, đi một chuyến, mời trưởng môn ba phái kia tới đây. Rõ! Ngô Tam Lượng bước nhanh rời đi, Ngưu Hữu Đạo bước ra khỏi cấm địa tạm thời, nhanh chóng kinh động đám Bành Hữu Tại, lúc Bành Hữu Tại tìm đến, Ngưu Hữu Đạo đang chuẩn bị uống trà trong phòng ngủ. Lần này Viên Cương không cản khách nữa, Bành Hữu Tại đi thẳng vào trong, vừa gặp đã hỏi thẳng, mùi hương kỳ quái gì vậy, người đang làm thứ gì thế? Trong cửa hàng bị mùi thơm kia hun cho hơi khó chịu, phải mở cửa thông gió mới đỡ hơn một chút. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy cười nói, dĩ nhiên là thứ có thể làm tròn lời hứa. Bành hữu tại hỏi, đồ đâu? Nghiêu hữu đạo, bành trưởng môn chớ gấp, chờ nhóm phí trường lưu đến tự nhiên sẽ lấy ra. À, ở nhà của ông không cần tôi phải mời ông dùng trà chứ. Bành hữu tại liền ngồi xuống một bên chờ, thỉnh thoảng lại dò xét nghiêu hữu đạo vài cái, nếu không phải dính đến băng tuyết các sao có chuyện thế này chứ. Sau khi cái trò gì đó dừng lại cộng thêm mở cửa thông gió, mùi hương trong cửa hàng mới dần dần bay đi, không còn nữa. Chờ một lát sau, phí trường lưu, hạ hoa, trịnh cửu tiêu lục tục đi vào ngồi chờ ở đại sành. Sau khi được thông báo, Nghiêu Hữu Đạo lại đứng dậy, đưa tay mời bành lục tại cùng đi gặp khách, lúc ra cửa, liền nói với viên cương, đi đem vài cái hũ kia tới đây. Bên này vừa đến phòng khách, đám phí trường lưu cũng đứng lên chào bành lục tại. Hai bên khách sáo với nhau vài câu, viên cương bưng một cái khao lên, trên khay có năm vò rượu không lớn, Nghiêu Hữu Đạo phất tay các vị trưởng môn mỗi người một vò đi. Viên cương bưng cái khay đi qua trước mặt các vị trưởng môn, lúc quay lại đặt vò còn lại trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Chương 283, liệt tử 2. Đám bành hữu tại bưng vò rượu lên lật qua lật lại nhìn một chút, trên vò rượu có giấy niêm phong mới dán, trong lúc nhất thời không hiểu rõ là gì. Đây chẳng lẽ là rượu, thấy là vò dùng để đựng rượu, bành hữu tại thử hỏi một câu. Bành trưởng môn quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra, có điều có lẽ bành trưởng môn chưa từng uống loại rượu này. Ngưu Hữu Đạo chụp vò rượu trước mặt lên, nói với một đệ tử thiên ngọc môn, làm phiền lấy năm cái chén rượu tới đây. Đệ tử kia nhìn về phía trưởng môn, bành ngược tại phất tay một chút, ra hiệu làm theo, quay đầu lại nhìn chầm chầm vò rượu trên tay lật qua lật lại tra xét. Chỉ chốc lát sau chén rượu được đưa tới, bày trước mặt Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo bóc giấy dán ra, rượu mát lạnh đổ vào trong chén, một mùi thơm bắt đầu nhẹ nhàng bay khắp phòng, khác với mùi hương gây mũi ban nãy. Thơm quá, hít sâu một hơi hạ hoa khen đi tới trước xem xét, Mấy vị trưởng môn cũng nhịn không được, đều vây quanh, muốn nhìn thử rốt cuộc là rượu gì mà thâm thế. Nghiêu hữu đạo rót rượu xong đưa tay ra hiệu, đây là liệt tử tại hạ mới nấu, chư vị đừng ngại nếm thử. Mấy vị trưởng môn đều cầm cái chén lên xem xét, sau khi nhìn xong bành hữu tại không kìm được hỏi, vì sao rượu này lại trong. Nghiêu hữu đạo cười ha ha, đây là rượu hắn trưng cất xong rồi pha chế, dĩ nhiên là trong, cười nói, bình thường các người uống tạp chất quá nhiều nên rượu đục, rượu này của ta không tạp chất nên dĩ nhiên trong chư vị mời dùng lời vừa nói ra đám hắc mẫu đơn bên cạnh trong lòng ngứa ngáy muốn nếm thử tư vị mắt trưởng lão các phái đi cùng cũng lóe sáng duy chỉ có viên cương nhếch miệng khinh thường đạo gia lại đang khi dễ một đám không kiến thức trưởng môn chậm đã trần đình tú thấy bành ngược tại muốn nâng chén nhấm nháp vội ngăn cản một tiếng lấy một bình sứ nhỏ ra muốn thử độc như hữu đạo buôn tiếng thở dài đừng làm hỏng mùi vị thuần chính ta mà hạ độc ở đây thì chạy thoát được sao dứt lời tự cầm chén rượu của mình ngửa đầu cạn sạch, rượu vào cổ họng chậm rãi vào trong bụng, thở ra hơi rượu, trong mắt hơi có chút hoài niệm tư vị. Thấy thế, Bành Hữu Tại phất tay với Trần Đình Tú, cũng nâng chén uống một ngụm. Nhưng rượu vừa vào miệng lập tức chừng hai mắt một cái, quay hàm căng cứng. Trưởng môn, thế nào? Trần Đình Tú giật mình, vội hỏi. Bành Hữu Tại đưa tay chặn lại, dáng vẻ không cho quấy giày, cảm giác rượu chậm rãi vào cổ họng, chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu trôi vào trong bụng, vừa rơi xuống bụng lập tức giống như một đám lửa thiêu đốt, nhưng mà miệng đầy dư hương, hương vị và sự nóng bỏng lượn lờ trong miệng thật sự để lại cho người ta một dư vị vô tận, trừng mắt khen lớn một tiếng. Rượu ngon, quả nhiên là liệt tử, như hữu đạo cười, rượu người bên này uống đều là nước rượu trực tiếp sau khi lên men, khác với rượu được hắn trưng cất sau khi ủ, khẩu vị dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Bọn phí trường lưu nghe vậy lập tức thưởng thức một ngụm, kết quả rượu vừa vào miệng ai nấy không chừng mắt thì nhíu mày. Hạ hoa che miệng, khó khăn nuốt xuống. Phù, quả nhiên là rượu ngon. Há miệng thở ra một hơi, phí trường lưu khen. Uống rượu này, lại uống rượu trước kia e là chẳng còn mùi vị gì nữa. Trịnh cửu tiêu chép miệng thở dài. Hạ hoa che miệng chậm rãi đặt chén xuống, lắc đầu nói, rượu này quá mạnh, quá nồng, ta uống không quen. Đây mới gọi là rượu. Bành hữu tại ha ha một tiếng, đưa tay muốn cầm vào rượu kia, rượu này uống vào rất sảng khoái, quả nhiên rất phù hợp với người như ông. Nưu Hữu Đạo đưa tay ấn vỏ rượu xuống, đây mới gọi là rượu. Bành Hữu Tại ha ha một tiếng, đưa tay muốn quý giá vô cùng, ông có biết một ngụm vừa rồi của ông đã rất mất bao nhiêu tiền không? Bành Hữu Tại hỏi, bao nhiêu? Nưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, những người không liên quan có nên lui xuống hết không? Rượu ấy à, có thể chậm rãi uống, chính sự không thể chậm trễ, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiệu một chút, những tiểu đệ tử không liên can xung quanh lập tức lui đi hiện trường ngoại trừ người của Ngưu Hữu Đạo chỉ còn vài trưởng lão các môn phái. Ngưu Hữu Đạo một lần nữa rót rượu vào ly các trưởng môn, miệng chén khá lớn, vò rượu không lớn, mỗi vò đại khái chỉ chứa một cân, rót một vòng nữa cũng không đủ đầy, vừa hay Hạ Hoa không quen với rượu mạnh này nên không rót cho bà nữa. Thực ra Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ ủ có một ít, tùy tiện làm một chút chẳng tốn bao nhiêu tinh lực, chỉ chứng minh sự tồn tại là được. Lần này các vị trưởng môn đều chậm rãi thưởng thức, lần trước uống quá vội vàng, giờ sau khi uống vào bụng ai nấy đều thỏa mãn. Nghiêu hiểu đạo lắc cái vò không, hỏi, chư vị, cảm thấy rượu này bán 100 kim tệ một vò có thể bán được không? Mắt bành lụa tại sáng lên, dường như hiểu ý hắn. Hạ hoa kinh ngạc nói, vò nhỏ như vậy, còn khó uống thế, bán mắc như vậy, ai mua? Trịnh cửu tiêu khoát tay với bà, bán được bán được, ta thấy bán 200 kim tệ một vò cũng sẽ có người mua. Phí trường lưu nói, cho dù ngại đắt không uống thường xuyên nhưng mua chút rượu ngon về đãi khách cũng không vấn đề gì, kẻ có tiền cũng không ít, rượu phẩm chất thế này, bán 200 kim tệ không thành vấn đề. Được, như hữu đạo gật đầu một tiếng, hắn vốn định định giá chừng 100, nghe hai người này nói vậy, hắn đổi chủ ý, nói với bành hữu tại, một vò rượu này ta bán cho thiên ngọc môn 200 kim tệ một vò, còn thiên ngọc môn ông bán qua tay lại bao nhiêu một vò ta mặc kệ, ta và bên dung bình quận vương hàng năm cung cấp cho thiên ngọc môn một vạn vò, Ba người phí trường lưu nhìn nhau, hơi nóng mắt, đây rõ ràng là một tài lộ, cho thiên ngọc môn một vạn vò không biết cho bọn hắn bao nhiêu. Đôi mắt bành lụa tại xoay chuyển, cầm vò rượu lên nhìn. Vò nhỏ như vậy chỉ cho một vạn vò có phải hơi ít không? Còn nữa, vò nhỏ như vậy ngươi dám bán cho ta 200 kim tệ không phải hơi đen quá sao? Thái độ lập tức chuyển sang tranh giành lợi ích cho thiên ngọc môn, trông cực giống thương nhân. Nghiêu Hữu đạo, rượu này khó ủ chế thế nào ông cũng thấy rồi, năm vò nhỏ như vậy ta tốn gần nửa tháng ủ, một năm cho thiên ngọc môn một vạn vò đã không ít rồi, huống hồ chỉ cung ứng độc nhất vô nhị cho thiên ngọc môn. Còn nữa, tiền này đâu phải ta tiêu, mà là cho cháu dễ ngoại của ông làm quân tư. Đương nhiên nếu bành trưởng môn cảm thấy 200 kim tệ một vò đắt, vừa rồi trịnh trưởng môn cùng phí trưởng môn hình như không chê đắt, ta có thể cung ứng cho Lưu Tiên Tông và Phù Vân Tông. Ánh mắt trịnh cửu tiêu và phí trưởng lưu lập tức đầy mong chờ, ai ngờ bành hưu tại lại nhấc tay, lập tức đổi giọng, được, chỉ cần đồng ý cung ứng độc nhất vô nhị cho thiên ngọc môn, ta có thể đồng ý. Nắm quyền bán ra độc nhất vô nhị vậy thì giá cả rất dễ thao túng. Nhiều hiểu đạo, bành trưởng môn không nên đáp ứng qua sớm, ta còn có ba điều kiện. Bành hữu tại nhíu mày, dừng một chút, lại hỏi, nói nghe thử trước đi. Nhiều hiểu đạo, thứ nhất, đại quyền binh má quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn nhất định phải thuộc về Dung Bình quận Vương, thống nhất nghe theo điều khiển để tránh hai bên tranh giành lợi ích, điều này không cần ta phải nói nhiều huống hồ đợi tập trung lực lượng đánh được nam châu rồi lợi ích phượng lăng ba lấy được một quận quảng nghĩa sao có thể so sánh được dù sao vẫn tốt hơn lão thủ ở quận quảng nghĩa đúng không nào thứ hai ngoài thu thập linh thảo thiên ngọc môn nhất định phải tạm thời lấy tiền tài ở hai quận chỉ ít trước khi đánh được nam châu thì không được phép chẳng có ý gì khác bách tính hai quận đã gánh vác quá nặng dân chúng lầm than bên vương gia cũng nên giảm chút thuế cho dân chúng cũng nên để bách tính nuôi dưỡng được chút sức sống đây cũng là cách tốt nhất để tụ tập dân tâm chỉ khi hai quận xây dựng được môi trường sống tốt đẹp mới có thể hấp dẫn được lưu dân bốn phương tìm đới, mới có thể không ngừng cung cấp nguồn thanh niên trai tráng cho vương gia mộ lính, nếu không 20 vạn tinh binh ở đâu ra? Không thể nào tát cao bắt cá như trước kia, đây không phải kế lâu dài. Chương 284, ta muốn đầu của Tống Cửu Minh. Thứ ba, mặc kệ bên quận Quảng Nghĩa, nhưng vùng thu thập linh thảo bên quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc môn phải nhường nửa địa bàn cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn sau khi đánh được Nam Châu, Thiên Ngọc Môn cũng phải nhường ra một phần ba địa bàn Nam Châu cho ba nhà bọn hắn. Tống ra đổ, ba phái không có phụ thuộc, chắc hẳn tình cảnh cũng gian nan. Trên tay Thiên Ngọc Môn chẳng những có quận Quảng Nghĩa, quận Thanh Sơn còn có địa bàn ở những nơi khác. Đợi 13 quận Nam Châu tới tay, trong một khoảng thời gian tương đối dài Thiên Ngọc Môn căn bản không đủ nhân thủ trợ giúp Dung Bình quận Vương bảo vệ. Bành trưởng môn nhất định phải cân nhắc một điểm, một khi động thủ Nam Châu chắc chắn sẽ liên lụy đến lợi ích của không ít môn phái. Thiên Ngọc Môn muốn một mình chống đỡ sao, vẫn nên chia sẻ áp lực để người khác gánh bớt một chút đi. Điều kiện thứ nhất khiến Bành Hữu Tại hơi khó xử, khó xử này không phải khiến Thiên Ngọc Môn khó xử mà khiến trưởng môn ông khó xử. Phượng Lăng Ba là con rể ông, tước đoạt quyền lực của con rể, ông ăn nói thế nào với nữ nhi? Điều thứ hai ông cũng phải suy nghĩ một chút, từ bỏ lấy tiền tài hai quận không phải không được, mấu chốt cần cân nhắc là tài lộ mới bù được bao nhiêu tổn thất và lợi nhuận còn lại bao nhiêu, việc này liên quan đến lợi ích trên dưới thiên ngọc môn ông không thể lỗ mãng một lời đáp ứng vạn nhất có ảnh hưởng gì trưởng môn ông phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình Đường ra cũng đâu dễ làm rất nhiều người từ trên xuống dưới còn đang chờ cơm ăn đây còn điều thứ ba lúc thương triều tông tiến đánh quận thanh sơn đệ tử họ cũng đã hy sinh còn vận chuyển tiền lương cho bên binh mã không thể ngồi mắt ăn bát vàng đó là cái giá thiên ngọc môn bỏ ra vì miếng thịt quận thanh sơn này giờ bắt thiên ngọc môn phải nhả ra nửa miếng Đệ tử trong môn e có nhiều người khó chấp nhận về mặt tình cảm, nếu thật sự muốn đáp ứng cũng phải thống nhất ý kiến một chút mới được. Nhưng cũng không tiện từ chối, điều kiện và nguyên nhân của người ta là hỗ trợ lẫn nhau, người ta nói hoàn toàn có lý. Điều thứ nhất, quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn đều giành quyền chủ đạo thì một khi phát sinh chuyện sẽ thực sự bất lợi, nếu có thể đánh được Nam Châu chắc chắn lợi ích Phượng Lăng Ba có được sẽ lớn hơn so với quận Quảng Nghĩa, điều này mình cũng sẽ không để nữ nhi và nữ tế chịu thiệt, dĩ nhiên mình sẽ có hành động Điều thứ hai, từ bỏ tài lực hai quận để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức mở rộng nguồn mộ lính thì càng không có sai, muốn đánh Nam Châu nhất định phải có nguồn mộ lính, đến địa bàn người khác chinh chiêu binh nguyên, người ta cũng sẽ không cho phép. Điều thứ ba, Thiên Ngọc Môn thực sự không đủ để một mình chấp nhận tất cả áp lực khi phát sinh chiến sự, cần phải có người chia sẻ, cũng không thể lợi ích đều về ngươi, người ta chịu chia sẻ áp lực không với ngươi, nhất định phải nhường lợi. Đủ các nguyên nhân, ông cũng không thể một lời đáp ứng, cũng không tiện một lời cự tuyệt chẳng những ông những trưởng lão bên cạnh cũng rơi vào suy tư phí trường lưu hạ hoa và trịnh cửu tiêu cũng đang suy nghĩ tình huống bây giờ tình cảnh ba phái đúng là rất xấu hổ tống cửu minh vừa ngã đình úy mới vừa lên nhậm chức đang dần dần đá người của ba phía ra khỏi đình úy nhất hệ tài lộ chủ yếu của ba phái cũng đang bị chặt đứt cần phải tìm gấp lối thoát mới ba phái luôn phụ thuộc quyền thế vẫn chưa từng nắm giữ một địa bàn thực sự thật sự có thể lấy được địa bàn thuộc về môn phái mình với ba phái mà nói đều có ý nghĩa chuyển biến trọng đại. Ai cũng có quá trình từ nhỏ đến lớn, địa bàn mặc dù không lớn, mấu chốt là viễn cảnh tiếp theo, một phần ba địa bàn Nam Châu. Nhưng nói đi thì nói lại, viễn cảnh tuy tươi đẹp, có thể thực hiện được hay không vẫn chưa chắc. Dù Thiên Ngọc Môn đồng ý điều kiện này, một nửa địa bàn quận Thanh Sơn ba nhà bọn họ chia thực sự cũng hơi nhỏ giờ không biết yêu cầu từ bỏ quyền lấy tài lực với địa bàn của thiên ngọc môn có bị yêu cầu với bọn họ không nhìn ý tứ nghiêu hữu đạo cần nghỉ ngơi dưỡng sức sống thì e cũng không tránh được nhưng không cho lấy tài lực thì rất khó thỏa mãn chi tiêu cho đệ tử ba phái mọi người đều đang suy nghĩ lợi ích của nhà mình bành hữu tại chợt lên tiếng hỏi một câu nghiêu hữu đạo phương pháp phối rượu này ngươi lấy đâu ra nghiêu hữu đạo hơi cười việc này dù đối phương không hỏi hắn cũng muốn đề cập đến đã hỏi thì càng tốt không cần quản từ đâu tới Tóm lại chỉ cần biết, người cho cách phối chế này thiên ngọc môn không thể chọc nổi, nếu không ta cũng cũng không dám trốn ở trong nhà người đem ra để tự rước họa sát thân. Bành trưởng môn sẽ không có suy nghĩ xấu xa gì đấy chứ. Ta khuyên ông tốt nhất đừng nghĩ nhiều, nếu không nắm chắc ta đã không dám làm chuyện này. Ta xảy ra chuyện, lập tức sẽ có một đống người ủ được rượu này, thứ người người đều biết bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Bành hữu tại chính là lo chuyện này, tên này có lá gan to như vậy, nghe thấy thế lại thử dò hỏi, băng tuyết các đưa cho ngươi. Nghiêu hữu đạo cười quỷ dị nói, không biết, trong mơ có người báo mộng. Hắn cố ý nói mập mờ, đám người này càng nghi ngờ là băng tuyết các, nếu không thật sự có tài lộ này vì sao không lấy ra sớm mà đột nhiên từ băng tuyết các trở về thì lại có. Họ đều nghĩ sai lệch đi, thế này đi, cho ta cân nhắc một ngày, ngày mai cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Bành hữu tại buông tiếng thở dài, phát hiện lần này đến đây đúng là gặp chính sự rồi. Nghiêu hữu đạo mỉm cười gật đầu, được. Bành hữu tại nói với ba người phí trường lưu, ba vị, ba vò rượu tạm thời cho ta mượn trước được không? Đường đường trưởng môn thiên ngọc môn đã mở miệng này, chút mặt mũi này há có thể không cho, phí trường lưu bọn họ dĩ nhiên đồng ý. Lúc đám người tản đi, trịnh Cửu tiêu bước nhanh đuổi kịp nghiêu hữu đạo, nghiêu lão đệ, có thể nói chuyện một lát không? Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn phí trường lưu và hạ hoa cũng đi tới theo, gật đầu, đưa tay nói, chư vị mời đi theo ta người ba môn phái đều đi theo hắn trong phòng khách bành hữu tại nhìn đám nghiêu hữu đạo đi vào quay đầu nhìn mấy vỏ rượu phất tay ra hiệu với trần đình tú nói bảo ngô không bán mấy vỏ rượu này đi cố gắng nâng giá thật cao thử xem tình hình thế nào trần đình tú hiểu ý ông cái này liên quan mấu chốt đến một loạt quyết định nên nhanh chóng làm theo đám nghiêu hữu đạo tạm thời mượn một tiểu sảnh của thiên ngọc môn cả đám cùng vào ngồi lão đệ chuyện quận thanh sơn ngươi có thể làm chủ sao trịnh cửu tiêu dò xét thử một câu Việc này ông luôn cảm thấy hơi hoang đường, quận Thanh Sơn kia rõ ràng là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, sao giờ lại thành ra hỏa này khoa tay múa chân. Như Hữu Đạo mỉm cười hỏi lại, ta có thể làm chủ hay không có quan trọng không? Nếu Thiên Ngọc Môn đã đồng ý rồi, người cảm thấy quận Thanh Sơn có vấn đề gì nữa sao? Cũng đúng, Trịnh Cửu Tiêu phát hiện mình đã hỏi một câu khá ngu xuẩn, lại hỏi, sau khi địa bàn chia cho chúng ta chúng ta không thể lấy tài lực nơi đó sao? Như Hữu Đạo quả quyết nói, không được, cùng ở quận Thanh Sơn, một bên đãi ngộ tốt một bên đãi ngộ không tốt các người thật sự làm như vậy người trên địa bàn các người lập tức sẽ chạy hết người không còn thì rút tài lực cái rắm gì đi rút của ai cũng đúng ba vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau im lặng phí trường lưu nhíu mày mảnh đất nhỏ như vậy sản xuất linh thảo có đủ để tu luyện không không biết nhưng bảo hộ cơ bản với đệ tử trong môn phái chúng ta chắc có chứ nếu không có nguồn tài lực cơ bản ngay cả chi tiêu tối thiểu của đệ tử ba phái ta cũng không duy trì được thì đầu quân cho dung bình quận vương có ý nghĩa gì. Hạ hoa gật đầu, đúng rồi, trịnh cửu tiêu, đường tài lộ rượu kia nếu có thể phân cho chúng ta một chút, có lẽ còn được. mươi 285, cuối cùng cũng có nơi an thân. Như hữu đạo, cái này ta dĩ nhiên còn đang suy nghĩ, nhưng rượu này đưa ra ngoài rốt cuộc có thể bán được giá như thế nào không ai rõ. Bành hữu tại còn đang do dự mà ta đã đưa ra một đống điều kiện dành lợi ích cho các ngươi, nếu thiên ngọc môn thấy chuyện chưa thành đã bị tiếp tục cắt thịt, bọn hắn có thể đồng ý sao? Lui một bước mà nói, chưa biết tình hình thì cắt thế nào đây, nên cắt bao nhiêu cũng không rõ, trong lòng mọi người đều chưa chắc chắn thì ta nói các người phải bàn thế nào đây? Ba vị trưởng môn trầm mặc, cái này cũng đúng, nên định ra con số bao nhiêu cũng khó nói. Nghiêu hữu đạo, cho nên, hết thảy chờ kết quả hãng nói. Thiên ngọc môn hắn nếu dám một mình ăn thịt mặc kệ sống chết của mọi người, bản thân hắn cũng phải cân nhắc hiệu quả một chút trịnh cửu tiêu vuốt dâu nói theo ta thấy rượu này hẳn là rất dễ bán nghiêu hữu đạo đau khổ lầm bầm trịnh trưởng môn giờ đừng nhớ thương chuyện rượu nữa đợi thiên ngọc môn đồng ý một loạt điều kiện rồi tính sau cho chuyện kết thúc khống chế sản xuất rượu ở trên tay ta các ngươi còn sợ không có đường để đàm phán sao sở dĩ ta kéo các ngươi vào là không muốn để mình thiên ngọc môn phát triển ta đã nói rõ như vậy các ngươi còn không hiểu ý ta sao trịnh cửu tiêu gật đầu được vậy chờ có kết quả hãng nói Nghiêu hiếu đạo ừm, lông mày nhíu lại, đổi chủ đề, có vài việc đợi kết quả hắn nói, có vài việc cũng nên bàn giao rồi. Ba người nhìn nhau, đại khái đều đoán được hắn muốn nói đến chuyện kia. Quả nhiên, nghiêu hiếu đạo lạnh nhạt nói, chuyện ta và tống ra bên kia, các người có thái độ gì? Tuyệt đối đừng nói với ta, đến lúc này rồi mà còn muốn một chân đạp hai thuyền. Khả hoa, nếu thiên ngọc môn đồng ý, chúng ta đều đầu quân cho dung bình quận vương, đều là người một nhà, đương nhiên sẽ không để ý tới tống ra nữa. Nghiêu Hữu Đạo, hai bên dù sao cũng phải triệt để cắt đứt một bên, ta đem thành ý ra giải quyết vấn đề, có phải các ngươi cũng nên đem chút thành ý ra không? Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn đầu Tống Cửu Minh. Chỉ cần đem đầu nhân vật chủ chốt nhất tống ra đến quận Thanh Sơn, giữa chúng ta coi như qua hết, cũng coi như quả nhập hội của ba phái. Ba người im lặng, phí Trường Lưu trầm giọng nói, Tống Cửu Minh mặc dù xuống đài, nhưng tiền thân dù sao cũng là đại quan triều đình, triều đình cũng sẽ không bỏ mặc cho người ta làm loạn nếu không những người trên triều đình kia sẽ lo lắng cho tương lai nên người người bất an. Huống hồ tống cửu minh ở Kinh Thành, trong kinh cao thủ đông đảo, không cẩn thận sẽ gây ra phiền toái lớn, thật sự không tiện ra tay. Lúc giết ta điểm có thể không từ thủ đoạn, giờ lại ngại phiền toái, bảo ta làm sao chấp nhận đây. Nghiêu hiếu đạo lặng lẽ liếc xéo nói, đây không phải cái ta quan tâm, ta chỉ nhìn kết quả. Ta không thích miễn cưỡng người khác, mọi người tự xem rồi xử lý, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Người ba phái trầm mặc cáo từ, sau này định đổi nghề trưng cất rượu à? Không có người ngoài, viên cương mặt lạnh như băng trêu gẹo một tiếng. Nghiêu hữu đạo cười ha ha, trước kia ngươi đều cảm thấy ta làm mấy việc thượng vàng hạ cám không chút ý nghĩa, giờ thì thấy sao? Vẫn có chút tác dụng đấy chứ, lời xưa không sai, nghệ đa bất áp thân, học nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu. Hắn vỗ vai viên cương, trưởng môn ba phái ra khỏi cửa hàng thiên ngọc môn trầm mặc đi song song, những người còn lại đi theo sau lưng các huynh thật sự xem trọng vụ buôn bán rượu kia sao? Hạ hoa không kìm được hỏi một tiếng, bà không thích liệt tử nên không nắm chắc lắm. Chắc chắn bán chạy, là một tài lộ lớn, trịnh cửu tiêu khẳng định, phí trường lưu trầm mặc gật đầu, đợi sau khi đi ngang qua người đội diện rồi, hạ hoa mới thấp giọng nói, nếu vậy, chúng ta thực sự có thể đi đối phó tống ra. Trịnh cửu tiêu thổn thức lắc đầu, không nói lời nào. Trong lòng phí trường lưu đang buồn bực việc này, vô cùng phiền muộn, đệ tử lưu tiên tông Hưng sư động chúng đến, rõ ràng phụng lệnh tống ra đến giết nghiêu hữu đạo, sao chỉ trong chớp mắt đã thành phụng mệnh nghiêu hữu đạo đi chu diệt tống ra. Hai đầu không phải người, đây là chuyện gì chứ? Ngô không về đến cửa hàng, hỏi thăm hỏa kế cửa hàng trần trưởng lão đâu, sau đó đi thẳng đến nội đường đến ngoài phòng trưởng môn. Được cho phép đi vào gã thấy trưởng môn đang nghị sự với mấy vị trưởng lão, không biết là đang bàn bạc chuyện gì, gã vừa vào mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm về phía gã. Sau khi ngô không hành lễ với mọi người, trưởng lão Trần Đình Tú đứng lên, hỏi, rượu bán chưa? Ngô không gật đầu, đều bán rồi, ba vò 1.500 kim tệ. Lấy ra mấy tờ kim phiếu dâng lên bằng hai tay. Trần Đình Tú nhận kim phiếu nhanh chóng kiểm tra thử rồi vội hỏi lại, 500 kim tệ một vò, bọn hắn không chê mắc không? Ngô không cung kính nói, hồi trưởng lão, theo phân phó, mở một vò ra làm mẫu thử, ba vò khác chia đến ba cửa hàng khác để bán thử. Nghe 500 kim tệ một vò, đều ngại quá đắt, có điều sau khi thưởng thức cũng đều nói là rượu ngon, đều nhao nhao đòi mua vài vò. Đệ tử nói rượu này rất khó ủ chế, tạm thời không có hàng, bọn họ lại nhao nhao đòi đặt trước, có người đặt trước 10 vò, cũng có người đặt trước 100 vò, đệ tử không biết tình hình, không dám nhận. Đám cao tầng của Thiên Ngọc Môn trong phòng nghe vậy trên mặt đều lộ ý cười quỷ dị. Trần Đình Tú cười, khua tay nói, được rồi, biết rồi, người lui xuống trước đi. Rõ, đợi ngô không rời đi xong, Trần Đình Tú bỗng nhiên quay đầu, nói với bành hữu tại, trưởng môn, Lo lắng của chúng ta hơi thừa, xem ra giá 500 kim tệ vẫn còn hơi thấp, giá còn có thể nâng lên chút nữa. Bành hưu tại gật đầu cười, một trưởng lão khác đứng lên nói, trưởng môn, ta thấy việc này có thể, coi như bán 500 vò, một vò cũng có thể kiếm cái 300, một vạn vò, một năm là 300 vạn kim tệ. Đừng nói một quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn, cho dù mấy quận cộng lại một năm cũng chẳng kiếm ra được nhiều tiền như vậy. Bành hưu tại nhìn về phía những người khác, các người thấy thế nào? còn một người khác nói trưởng môn ta thấy việc này có thể thực hiện trần đình tú cũng gật đầu nói trưởng môn vụ mua bán này khá được có thể đồng ý với hắn giờ ta đi gọi hắn tới chậm đã bành hữu tại đưa tay ngăn lại thấy ý kiến đã thống nhất tâm tình rất tốt cười ha ha nói không vội đã nói ngày mai cho hắn câu trả lời chắc chắn chúng ta gấp quá cũng không tốt cũng không thiếu gì một ngày này để hắn đợi đi có lý cả đám nhao nhao gật đầu trần đình tú chợt thở dài có điều nếu thế này bên phượng lăng ba e là phải chịu chút ủy khuất rồi đám người vừa nghe đa phần đều trầm mặc những năm nay phượng lăng ba ở quận quảng nghĩa không có công lão cũng có khổ lao cứ tước đoạt quyền lại như vậy không tránh khỏi hơi khó nói nổi đã vậy phượng lăng ba còn là con rể của trưởng môn cho dù không phải con rể trưởng môn mà là người khác thì thiên ngọc môn cũng không thể không hợp tình hợp lý như vậy bành hữu tại khoát tay nói ta là trưởng môn thiên ngọc môn hắn là con rể ta vì đại cục của thiên ngọc môn không ủy khuất hắn thì còn có thể ủy khuất ai người khác còn khó nói nhưng hắn hy sinh vì Thiên Ngọc Môn là chuyện nên làm. Bên Phượng Lăng Ba và Ngọc Lan các ngươi không cần lo lắng, tự ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Nghe xong lời này, trong lòng mọi người đã rõ, thế cục đã định, đã hy sinh vì Thiên Ngọc Môn về sau cũng không bạc đãi được. Ngày hôm sau, trưởng môn mấy phái lưu tiên tông một lần nữa tề tựu ở cửa hàng Thiên Ngọc Môn, điều kiện như Hửu Đạo đưa ra, Thiên Ngọc Môn đều đồng ý. Ba phái tương đối nhỏ yếu, đối mặt với môn phái cường thế như Thiên Ngọc Môn việc này liên quan đến đại sự bước ngoặc vận mệnh của bổn phái, có vài điều kiện chỉ nói miệng không thể vào về ăn nói với đệ tử trong môn phái nên liên tục yêu cầu Thiên Ngọc môn ký khí ước, lúc này mới yên lòng. Chương 286, cửa nát nhà tan một. Đây có thể là ước định làm thay đổi vận mệnh toàn Nam Châu, đám hắc mẫu đơn mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đều âm thầm líu lưỡi, ánh mắt nhìn Như Hữu đạo cũng thay đổi, có kính sợ, giờ mới biết trước kia mình nhỏ bé thế nào. Đồng thời trong lòng cũng thấy càng gần hơn, chuyện cơ mật như vậy, Nhiêu hữu đạo cũng không giấu giếm bọn hắn, để bọn hắn mở rộng tầm mắt và cũng bội phục. Đạo gia lật tay thành mây trở tay thành mưa, một đám người chạy tới giết đạo gia, đảo mắt một cái đã bị đạo gia biến thành ngón tay mềm. Trên thực tế, tu sĩ mấy môn phái này đều bàn bạc sau lưng như vậy. Đưa ra quyết định này không biết sẽ thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người ở Nam Châu, một khi chuyện thành, Nam Châu sẽ không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Phượng Lăng Ba chấp trưởng quận Quảng Nghĩa nhiều năm sau khi biết chuyện không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào, không biết có hối hận vì đã dẫn sói vào nhà không. Sau khi thương lượng với Nhiêu Hữu Đạo một phen, người ba phái rời đi, phải mau chóng trở về để chuẩn bị. Bành Hữu Tại cũng chuẩn bị khởi hành rời đi, thân là trưởng môn một phái không thể rời khỏi trung tâm môn phái quá lâu. Có điều trước khi rời đi, vẫn tìm Nhiêu Hữu Đạo, hỏi, người định khi nào thì về quận Thanh Sơn. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, dù sao ta tạm thời cũng không tiện công khai lộ diện ở quận Thanh Sơn, về sớm hay muộn cũng không sao. Bành Hữu Tại trầm giọng nói, chuyện cất rượu đừng chế nãi, phải tranh thủ trở về, an toàn trên đường đi. Ngươi trêu phải phiền phức không nhỏ, có cần ta lưu vài người lại hộ tống ngươi trở về. Bên này đã xác định là tài lộ lớn, có chút không chờ đợi được, hận không thể bắt Nghiêu Hữu Đạo lập tức trở về cất rượu cho bọn hắn, sau đó để bọn hắn ngồi thu tiền. Nghiêu Hữu Đạo, hộ tống thì không cần đâu, ta còn muốn đi băng tuyết cát, công tác an toàn trên đường bên băng tuyết cát sẽ sắp xếp, sẽ không có chuyện gì đâu. Chẳng trách không hề sợ hãi dám chạy lung tung khắp nơi. Khóe miệng bành hữu tại giật giật, trong lòng thầm nói, thằng này rốt cuộc có quan hệ gì với băng tuyết cát. Không tiện hỏi, cũng không thể hỏi được nên chỉ có thể biết vậy thôi. Có điều ông ta nghe nói bên băng tuyết cát sẽ an bài thì cũng yên lòng, có điều vẫn thúc giục, mau trở về đi, chính sự quan trọng. Được, như hữu đạo mỉm cười gật đầu, Bành hữu tại quay người nhanh chân rời đi, trong phòng không có người khác, dưới cái nhìn chăm chú của viên phương, như Hiếu đạo chậm rãi dạo bước, cầm bảo kiếm gác bên cạnh lên, giúp thân gươm ra một đoạn để soi mình, từ từ nói, hầu tử, lần này trở về, chúng ta mới xem như đặt chân vững vàng, chỉ cần ở quận Thanh Sơn, không có chuyện gì ngoài ý muốn thì về mặt an toàn sẽ không có vấn đề gì nữa, rốt cuộc ta và người cũng có nơi an thân rồi. Viên cương trầm mặc, biết đạo ra lần này đã tốn không ít tâm tư mới tạo ra cục diện này, từ sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông đến giờ hẳn chưa đến nửa năm, cuối cùng đã đặt vững chân từ trong hung hiểm quấn quanh, rất không dễ dàng. Viên cương trong lòng cũng rõ ràng, đổi lại là mình cũng không có năng lực làm được thế này. Năng lực về phương diện này mình kém đạo ra không chỉ một chút, huống hồ còn giúp huynh muội thương thị, chắc hẳn sau khi huynh muội kia biết sẽ rất vui mừng. Trong đầu hắn ta lóe lên những bóng dáng chém giết trong rừng cây, một đám người cứu được mạng hắn ta, trước khi lâm trung quan thiết đã kéo tay hắn ta năn nỉ vứt bỏ những hình ảnh lộn xộn trong đầu, viên cương hỏi, thứ kia khi nào động thủ. Hiện tại không thể động, chỉ ít chúng ta không thể động trong lúc ở băng tuyết cát, chờ tin ngụy đã đưa về xem thử, cứ rời đây trước hãng nói. như hữu đạo xoẹt một tiếng cắm lại bảo kiếm trở về, quay đầu nhìn về phía hắn ta. Ngày hôm sau, cả đám cải trang rồi rời khỏi băng tuyết cát. Trong băng thiên tuyết địa, cả đám bay lượn. Bóng dáng viên cương sông ra từ giữa một ngọn núi tuyết, cả con đường hoa tuyết lất phất, từ trên núi cao sông nhanh xuống, nhanh chóng đuổi theo sau lưng đám người. Lúc này đám hắc mẫu đơn mới kinh ngạc phát hiện, viên cương không phải tu sĩ, y phục hắn ta mặc cũng không nhiều hơn bọn hắn là mấy, ở nơi có nhiệt độ thấp thế này mà phi ngựa trong gió lạnh, khó có thể tưởng tượng được cơ thể xác thịt làm thế nào để chống cự được cái rét cam cam như vậy. Mọi người đáp xuống đất, đáp lên một ngọn đồi tuyết, một lần nữa bắn lên rồi trượt xuống. Viên cương ở sau lao tới, trực tiếp xông lên đồi tuyết, thuận dốc soạt một tiếng bay lên không trung, vượt qua độ cao của mấy người bay lượn. Đám hắc mẫu đơn đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang thì thấy viên cương đang dẫm lên hai đầu gậy, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay chắp sau lưng, cả người cũng bay lên không trung trượt đi. Phía trước là một hẻm núi, sau khi mấy người bay đi rồi đáp xuống đất liền quay đầu lại, ai nấy đều lo cho viên cương, nếu mà đập vào hẻm núi này thì có còn mạng nữa không chứ? Nhưng bóng dáng của viên cương vụt một tiếng lướt qua đầu bọn họ, bay qua hẻm núi, từ trên cao rơi xuống nhưng không hề xuất hiện tình huống bị nện cho nửa người tàn phế hoặc té lật ngửa trên nền tuyết như tưởng tượng của mọi người mà chỉ thấy mặt đất khuấy động ra những bông hoa tuyết rồi thuận thế lướt đi xa như làn khói, căn bản không hề dừng lại, lại gặp một sườn tuyết tiếp tục đằng không lên cao tiêu sái phiêu giật. Đám hắc mẫu đơn ai nấy đều trợn mắt hốc mồm, kinh động như gặp thiên nhân. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, tên nhãi hầu tử bây giờ chơi ghê thật, hắn liền nhún người nhảy lên đuổi theo. Ra khỏi tuyết vực lại gặp đồng cỏ xanh ươm, cả nhóm dừng bước, không còn ẩn nấp trong rừng núi hoang dã nữa không không đi đến thành quách náo nhiệt mà dừng lại ở một thôn tràn gần tiểu trấn bên bờ sông bọn hắc mẫu đơn không biết nghiêu hữu đạo định làm gì vì sao lại không đi hỏi cũng không ra nghiêu hữu đạo chỉ nói đến lúc đó tự nhiên biết mấy người cũng không biết viên cương đang làm gì thường xuyên một mình ở trong viện tử không biết đang dở trò quỷ gì nghiêu hữu đạo không tu luyện mà chỉ đi lang thang trong cái thôn chẳng bao nhiêu người này lên trấn mua ít rượu cùng lão nhân trong thôn uống chút rượu tâm sự, cùng trẻ con trong thôn đùa giỡn một chút, hoặc vác gậy chạy đến bờ sông câu cá. Đào mắt gần nửa tháng trôi qua, dưới ánh trời chiều, nhiều hữu đạo vác cần câu, cầm theo sọt cá ung dung trở về, mấy đứa trẻ trong thôn hoan hô chạy tới đón, đều biết hắn câu cá rất lợi hại. Cá trong sọt đều bị bọn trẻ chia sạch, đám trẻ cầm cá nhảy cẫng về nhà, lần nào cũng thế. Viên cương ngồi trên tường viện nhìn ánh trời chiều ngã về tây, vẻ mặt hồi tưởng. Ngưu Hữu Đạo cầm cần câu trở về đứng dưới chân tường ngẩng đầu hỏi, làm xong rồi. Viên cương đáp cũng gần như vậy, nhảy xuống tường, nhận đồ trong tay hắn, lấy một cuộn giấy đưa cho hắn, Ngụy Đa đưa tin đến. Ồ, Ngưu Hữu Đạo cầm tờ giấy tiến vào trong viện, mở ra xem, ý cười trên miệng càng dày. Kỳ thật trên giấy cũng không có gì, chỉ có vài tình hình căn bản có liên quan đến Thiệu Bình Ba thôi, chẳng hạn Thiệu Bình Ba có một muội muội ruột cùng mẹ sinh ra, Nương mất sớm, cha nạp Thiếp sinh ra hai nhi tử, bị Thiệu Bình Ba chèn ép rất lợi hại. Khá thú vị, như Hữu Đạo thầm nói, chậm rãi thu đồ trên tay lại, nói, bảo NTLO đi một chuyến. Viên cương lập tức ra khỏi viện tử, chỉ một lát sau, Ngô Tam Lượng đi vào, chắp tay chào, đạo ra. Nưu Hữu Đạo cũng không khách khí với hắn ta, có chuyện cần ngươi đi xử lý. Ngô Tam Lượng, đạo ra cứ việc phân phó. như Hữu Đạo, Thiệu Bình Ba có hai đệ đệ, hình như không hợp với Thiệu Bình Ba lắm. Ngươi lập tức đi Bắc Châu, tăng cường chú ý đến hai người này cho ta, xem thử bình thường qua lại với ai, chỉ cần theo dõi là được, không cần tiếp xúc, chờ tin tức của ta. Thiệu Bình Ba còn có một muội muội, ngươi cũng có thể tiện thể chú ý một chút, nhưng không được tự tiện tiếp cận, nếu không có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi. Chương 287, cửa nát nhà tan hai. Sở dĩ lại phái hắn ta đi là vì con người Ngụy Đa kia hơi phiền phức, cả Lâm Chính là một vấn đề, ra ngoài tìm hiểu gì đó cũng dễ bị người ta chú ý, chỉ thích hợp ở thượng thanh tông chú ý thiệu bình ba cho nên bên thiệu bình ba nghi hữu đạo không bảo ngô tam lượng chú ý chỉ chú ý những đối tượng khác là được ngô tam lượng gật đầu hiểu ạ à. nghi hữu đạo lần này ngươi đi có thể sẽ có nguy hiểm dù sao ngươi cũng đã từng lộ mặt ở bắc châu cho nên lần này đi cần che giấu bản thân thật tốt thả chuyện không thành chứ không cần bại lộ bản thân tóm lại ngươi cứ theo lời ta đi chú ý tình hình bên kia một chút có chuyện gì lập tức báo về sau đó ta sẽ sắp xếp người đi tiếp nhận thay ngươi việc này tạm thời ngươi biết là được đừng nói với đám hắc mẫu đơn cái này cũng tốt cho sự an toàn của ngươi được ngô tam lượng gật đầu như hữu đạo cười nói chuẩn bị một chút mau chóng xuất phát rõ ngô tam lượng chắp tay sau đó nhanh chóng rời đi nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn viên cương nói đợi thêm nửa tháng động thủ viên cương gật đầu bắc châu làng ba phủ trong màn đêm đèn đúc yếu ớt ánh đèn trong thư phòng sáng cả đêm trên thư chắc chất một đống văn thư, Thiệu Bình Ba cầm từng bản lên xem rồi nhấc bút phê chỉ thị, cuối cùng sau khi làm xong gác bút xuống, quản gia Thiệu Tam tỉnh bưng chén canh đặt một bên. Thiệu Bình Ba nhấc một hớp, đứng dậy hoạt động xương cốt. Thiệu Tam tỉnh ở bên nhắc nhở, đại công tử, bên băng tuyết các đến giờ không hề có động tĩnh gì, có phải. Không có gì mà có phải hay không phải, tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng buông lỏng. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu lạnh lùng một tiếng, sau đó ra khỏi thư phòng. Màn đêm buông xuống, Tống phủ Yến Kinh, một cỗ xe ngựa mộc mạc dừng ngoài cửa hông, Trần Quy Thạc đội mũ rộng vành nhảy xuống xe, gõ cửa. Trong xe ngựa, Tống thư cũng chui ra, trên người còn mang theo mùi rượu, mới từ chỗ tiểu nương tử nuôi ở ngoài trở về. Trong nhà tuy có chính thất, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài thư giãn một tí, nhất là với tình hình Tống gia gần đây khiến người ta hơi buồn bực, chỉ có mỹ sắc mới có thể giúp thoải mái nhất thời. Tống thư nhanh chóng tiến vào trong cửa hông, Trần Quy Thạc cũng lấy mũ rộng vành xuống để hạ nhân giữ cửa nhìn theo tống thư vào trong hạ nhân canh cổng nhanh chóng lên xe ngựa đưa xe ngựa trở về vị trí cũ tống thư trở về viện tử của mình gọi phu nhân hai tiếng không thấy có phản ứng quay đầu lại hỏi hạ nhân đang quét rác trong viện phu nhân đi đâu hạ nhân trả lời một mực ở trong phòng không ra ngoài chắc là đang nghỉ ngơi ạ à. tống thư nhìn sắc trời nghỉ ngơi giờ này làm trò gì vậy hắn ta đi vào phòng ngủ lúc đẩy cửa ra liền sờ mũi một cái người thấy mùi máu tươi nồng nặc nhanh chóng bước vào thấy trên mặt đất có hai cỗ thi thể ngã trong vũng máu. Nha hoàn mắt trợn tròn, còn cỗ còn lại không biết đầu đâu nhưng nhìn cách ăn mặt là phu nhân nhà mình. Hai mắt tống thư trợn to, trong đầu ầm một tiếng, đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng thét chói tai, không xong, không xong, đại gia xảy ra chuyện. Tống thư nhanh chóng chạy ra cửa, lao về phía tiếng ép thì thấy một bà tử như kẻ điên, sắc mặt tái nhợt, không ngừng la hét một câu lôi kéo rất nhiều người vây tới, đại gia xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lông tơ tống thư lập tức dựng thẳng xoạt một tiếng rút bội kiếm ra nhảy vài cái bay đến đỉnh viện bên đại ca tống toàn lúc hắn ta bay đến thì thấy hạ nhân trong viện đã rối loạn có người đang sợ quá kêu khóc tống thư xông vào trong nhà chính thì thấy một người còn chưa cởi quan phục ngã xuống trong vũng máu bên trên còn có bốn người giống phu nhân hắn ta đều không có đầu hắn ta vừa liếc mắt liền hiểu đại ca đại tẩu còn cả hai chất tử và một chất nữ đúng lúc này Người bên đình viện chạy tới chủ viện cấp báo lại một lần nữa truyền đến tiếng hô hoán hoảng sợ. Một suy nghĩ không ổn lóe lên trong đầu, Tống thư mặt đầy kinh hoàng nhanh chóng lóe lên rời đi, bay ra khỏi cửa đáp xuống trọng địa hậu viện mà những kẻ không có phận sự không được tự tiện xông vào thì thấy bên này cũng hỗn loạn, cả đám người đang chen lấn ở cửa thư phòng. Tránh ra, Tống thư đẩy đám người vọt vào thư phòng, xem xét tình hình trong thư phòng thì cũng có hai người ngã trong vũng máu, cũng mất đầu vừa nhìn hắn ta đã nhận ra là phụ thân tống cửu minh cùng quản gia lưu lộc sắc mặt tống thư trắng bệch lảo đảo lui lại chống kiếm tựa trên tường hô hấp dồn dập lúc này trần quy thạc vọt vào thấy thế cất tiếng đau buồn nói sư thúc đây là chuyện gì xoẹt tống thư huy kiếm chỉ về phía gã giận dữ hết nói có phải là ngươi làm hay không trần quy thạc cuống quýt khoát tay lui lại sư thúc không phải con không phải con sao có thể là con làm lúc con ra ngoài đi đón người còn gặp đại gia hồi phủ Hạ Nhân Cổng đều tận mắt nhìn thấy. Chỉ có chút thời gian sao con có thể đi hành hung khắp nơi trong phủ mà không bị người khác phát hiện? Keng, một kiếm chống đất, Tống thư giận dữ nhìn đám người nơm nớp lo sợ đứng ở cửa phẫn nộ quát nói, "Là ai làm?" Cả đám người sợ hãi lui lại, nhao nhao lắc đầu. Tống thư liền xông ra ngoài, chỉ kiếm vào đám đông ép hỏi. Trần Quy Thạc chạy ra, kéo cánh tay hắn ta lại nói, "Sư thúc, còn phải nói gì nữa sao? Ai có thù với Tống ra thì chính là kẻ đó giết." Trong thời gian ngắn như vậy liên tục hành hung, có thể chạy khắp mấy viện tử mà không để người lui tới nhìn thấy không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tống Thư giật mình đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên mắt bốc lửa giận, như hữu đạo. Trần Quy Thạc im lặng, theo lý thuyết kẻ thù của Tống ra cũng không ít, mình chỉ muốn nhắc nhở thêm chút nữa nhưng ai ngờ không cần mình nhắc nhở, vị này trực tiếp đoán được như hữu đạo. Trần Quy Thạc cũng không ngờ hắn ta có thể đoán ra như vậy, xem ra mối thù giết con hắn ta mãi vẫn chưa quên. a à. Tống Thư vung tay hất Trần Quy Thạc ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Bên ngoài lại truyền đến một trận hò hét, tam gia điên rồi, giết người, tam gia điên rồi, giết người. Tiếng gào thét của Tống Thư im bật, soạt một tiếng lao đi trên không trung, đáp lên mái ngói trước cổng Tống Phủ. Toàn bộ người đi trên đường đều dừng lại, đang khí hiểu, người vừa hét lên hai tiếng ban nãy cũng chạy tới. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì xảy ra ai ngờ lại có một người khí thế hung hăng cầm kiếm đứng trên cửa, hai mắt đỏ máu trông rất dọa người, giống như người điên. Ai, cầu tặc cút ra đây, tống thư trợn mắt nhìn ra đường gầm thét, bộ dạng như muốn giết người. Những người dừng trên đường nhìn sang đều bị dọa lui ra sau, sau đó chạy tứ tán. Tống thư còn muốn lao ra ngoài tìm kiếm, rõ ràng tiếng người hò hét vụ oan ban nãy chắc có có liên quan đến người hành hung. Trần Quy Thạc nhảy vào tới kéo hắn ta lại, sư thúc, không nên vọng động. Buông ra, Tống Thư quay đầu nhìn hầm hầm, sư thúc, đây rõ ràng là cái bẫy, có người muốn vụ oan tội giết người lên đầu người, đằng sau chuyện này không biết còn âm mưu gì, một khi quan phủ tới bắt người, một khi người rơi vào tay quan phủ. Sư thúc, khỏi cần phải nói, tình cảnh lão đại nhân bây giờ không phải người không biết, rõ ràng có kẻ thù chính trị cố ý làm khó, một khi người rơi vào tay quan phủ còn có thể thoát thân sao. Thiếu gia chết oan, đại gia chết oan, lão đại nhân chết oan, nếu người còn xảy ra chuyện, tống ra ngay cả một người báo thù cũng không có. Trần Quy Thạc thấp giọng nói gấp, mặt mày lo lắng. Những lời này như một chậu nước đá hơi lý trí suy nghĩ, tống thư không rét mà run. Trần Quy Thạc thừa cơ dìu hắn ta trở về nhảy vào trong viện, sư thúc vẫn mong tỉnh táo, đây là cái bẫy, chúng ta phải đi thật nhanh, nếu không đợi người đến sẽ không kịp đâu. Cảm giác sợ hãi ập đến, cuối cùng tống thư nhanh chóng trở về thu dọn chút tài vật có thể mang đi trong lúc thấp thỏm lo âu. chương 288, giả dạ tiêu, trước lúc rời đi, trong thư phòng trọng điện nội trạch, tống thư quỳ phịch gối trước thi thể tống cửu minh, lệ rơi đầy mặt, trong lòng vô cùng hối hận, hối hận vì vào lúc này mình không nên rời khỏi tống ra, còn ra ngoài tầm hoan, e là chỉ cần mình hoặc Trần Quy Thà còn ở đây, người hành hung sẽ sợ đánh nhau gây ra động tĩnh hấp dẫn pháp sư thủ hộ kinh thành tới sẽ không dám làm loạn. Thật sự hối hận, Tống Thư liên tiếp dập đầu khấu đầu với thi thể Tống Cửu Minh mấy cái rồi vội vàng đứng dậy rời đi, không dám ở lâu. Hắn ta vẫy một lão bộc sợ xanh mặt trong viện tới, lấy một tờ kim phiếu đưa cho lão, mặt mày bi thống nói, lão trương, hậu sự trong nhà trông cậy vào ngươi, đi báo quan đi. Nói với quan phủ người hành hung chính là như Hữu Đạo. Tam gia, ngài, lão bộc mặt mũi tràn đầy bất an hỏi một tiếng. Tống thư không giải thích, cuối cùng quay đầu nhìn lại thư phòng phụ thân thường xuyên ra vào, trong lòng hắn ta hiểu rõ, phụ thân vừa ngã, tan đàn xẻ nghé, không có sức ảnh hưởng của phụ thân, tống gia hoàn toàn sụp đổ, sau này cũng không biết có còn cơ hội trở về cái nhà này nữa hay không. Sư thúc, Trần Quy Thạc ở bên thúc giục một tiếng, Tống Thư dứt khoát quay người rời đi, không để ý đến việc sắp xếp di si thể vợ cả, cũng không đoái hoài đến việc sắp xếp di si thể đám phụ huynh, cứ thế mang theo bi thương và phẫn hận tràn ngập rời đi. Lặng lẽ rời đi, trốn vào trong rừng núi ngoài thành, đứng cao nhìn xa, Tống Thư nhìn về phía nhà mình. Trần Quy Thạc khoác tay nãy trên vai nói, không nói có cảm bấy gì nhưng rõ ràng có người đang muốn đuổi tận giết tuyệt, cho dù là kẻ thù chính trị của lão đại nhân cũng lo lắng đại thù nhà nát người vong này, cũng không muốn Tống ra còn có người có thể ngóc đầu lên, e là không thể ở lại Yến Quốc nữa. Tống Thư lầm bầm, đi đâu, chúng ta có thể đi đâu. Trong lúc nhất thời, nếu phải rời khỏi Yến Quốc, hắn ta thật sự không biết mình nên đi đâu. Tuy là tu sĩ nhưng luôn có thế lực Tống ra che chở, hắn ta thật sự chưa từng đơn độc đối mặt với thế giới tu hành này. Chạy tới quốc gia khác, vạn nhất Yến Quốc yêu cầu quốc gia khác giao hắn ta ra, nước khác có thể vì mình hắn ta mà làm gì Yến Quốc sao. Không có Tống ra, Dường như hắn ta không có tác dụng gì với nước khác. Chẳng lẽ phải làm tán tu lưu lạc, còn phải mai danh ẩn tích cả đời?" Trần Quy Thạc dùng giọng nói khẳng định, "Bắc Châu, chúng ta đầu quân cho Thiệu Bình Ba Thiệu gia Bắc Châu." "Thiệu Bình Ba Bắc Châu?" Tống thư kinh ngạc quay đầu, Trần Quy Thạc gật đầu, "Sư thúc quên tin tức trước đó vài ngày đệ tử thăm dò được sao? Sở dĩ Bắc Châu gửi thư báo cho chúng ta là vì Thiệu Bình Ba đối đầu với Ngưu Hữu Đạo. Chúng ta là tử địch của Ngưu Hữu Đạo, Thiệu Bình Ba tất nhiên sẽ thu lưu." Tống Thư nhíu mày, không phải nói Thiệu Bình Ba thích Đường Nhi, Thượng Thanh Tông đang ở Bắc Châu, chúng ta đi, Thượng Thanh Tông có thể buông tha cho chúng ta sao? Trần Quy Thạc hỏi ngược một câu, sư thúc muốn đi báo thù hay muốn đến chỗ Thiệu Bình Ba sống những ngày yên bình? Tống Thư ngơ ngác một chút, chợt giận không kềm được, chẳng lẽ trong mắt người ta là loại người ham hưởng lạt sao? Đại thu diệt môn không báo, thề không làm người. Trần Quy Thạc gật đầu, không phải là đi hưởng lạc tức là đi báo thù, đương nhiên phải chịu nhục. Thiệu Bình Ba cũng muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, Sư Thúc cũng muốn báo thù, chỉ cần Sư Thúc không làm Thiệu Bình Ba khó xử, không công nhiên lộ diện trên địa bàn Thiệu gia, Thiệu Bình Ba muốn tránh tai mắt của Thượng Thanh Tông cũng không khó lắm, chỉ cần Sư Thúc bằng lòng chịu nhục, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba không sắp xếp được cho chúng ta một mảnh đất dung thân sao? Cùng chung chí hướng, Sư Thúc đến đầu quân, sao Thiệu Bình Ba có thể không chứa chấp? Nếu thu nhận, có được sự che chở của Thiệu Bình Ba, chỉ ít có thể đảm bảo an toàn ở Bắc Châu. Nếu không thu nhận, chỉ cần chúng ta bí mật tiến vào Không Kinh động Thượng Thanh Tông, có không muốn cũng sẽ để chúng ta lăn lột, Thiệu Bình ba không có lý gì lại giúp Ngưu Hữu đạo giải quyết một kẻ thù, đường nào cũng không lỗ, cứ đi thử xem cũng có sao đâu. Tống thư nghe vậy trầm mặc một lúc sau đó khẽ gật đầu, nói có lý, thường ngày ta đã coi thường ngươi rồi, giờ mới biết ngươi lại nhìn xa đến thế. Sư thúc quá khen, việc đã đến nước này, đâu còn nhìn xa gì nữa, chẳng qua vì không nuốt trôi được cục tức này thôi. Trần Quy Thạc cười khổ không chỉ trên mặt cười khổ mà trong lòng cũng thực sự cười khổ hắn không muốn đi bắc châu mạo hiểm thế nhưng gã không còn cách nào khác mình không thể để lộ ra là mình đã bị nghiêu hữu đạo nắm đằng chuôi trong tay người ta cứ bắt mình làm như thế mình không cách nào từ chối được đương nhiên lợi ích nghiêu hữu đạo hứa hẹn cũng không tệ giờ gã thật sự không còn cách nào khác chỉ đi sai một bước là thân bất do kỷ rồi tống thư nhìn gã cũng hơi cảm khái người trung nghĩa như thế thật hiếm thấy có lẽ cũng vì cùng đi với tống ra đến hôm nay nên đã không còn đường lui ở đào hoa nguyên giam lỏng như hữu đạo ở nam sơn tự chặn giết như hữu đạo ở kim châu lại một lần nữa muốn đẩy như hữu đạo vào chỗ chết như hữu đạo một ngày chưa chết e là vị sư điệt này cũng một ngày bất an hắn ta đưa tay vỗ vai trần quy thạc người yên tâm nếu tống ra có ngày tái khởi quyết không phụ ngươi trần quy thạc nói thầm trong lòng tái khởi còn có thể tái khởi sao hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay người ta người nghĩ nếu người ta không muốn buông tha cho ngươi, ngươi có thể bình an trốn ra khỏi kinh thành sao? Cánh đồng tuyết mênh mông, trời đông giá rét, trong một động quật ở núi tuyết, nhóm như hữu đạo đã tránh trong đó 7-8 ngày, ban ngày trốn không ra, ban đêm mới. Đám hắc mẫu đơn không biết rốt cuộc như hữu đạo định làm gì, sống ở thôn trang gần tiểu trấn bờ sông gần một tháng, sau khi rời đi không trở về quận Thanh Sơn kia mà lại đi đến mảnh tuyết vực của băng tuyết các này, chẳng những quay về mà mỗi người còn vác theo một bó củi, tất thảy đều khiến mọi người khó hiểu điều này đồng thời cũng khiến mấy người hơi bất an lo sợ chẳng lẽ thật sự đến vì xích dương chu quả kia nhìn bộ dạng nếu thật sự đến vì xích dương chu quả thì chắc chắn không phải là cầu xin rõ ràng mà sẽ lén la lén lút vừa nghĩ có thể sẽ phải trộm xích dương chu quả từ tay băng tuyết các mấy người hãi hùng khiếp vía lá gan cần phải to đến mức nào chứ tương đối rồi viên cương ra ngoài động quan sát thiên tượng trở về trong động khẽ gật đầu với Nhiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo a một tiếng đám hắc mẫu đơn nhanh chóng cùng hắn ra khỏi động nhìn về phía bầu trời đêm trên bầu trời đêm từng đợt mây đen thổi qua bầu trời khi thì bị mây đen bao phủ khi thì lại lộ ra những ngô cửa sổ trên không có thể nhìn thấy hàn tinh trên tầng mây từ khe hở chiếu ra ánh trăng như thủy ngân vẻ mặt nghiêu hữu đạo ngưng trọng quay đầu nhìn về phía viên cương việc này không thể coi thường tuyệt đối không phải trò đùa một khi thất thủ phiền phức không nhỏ người chắc chắn có thể chứ viên cương gật đầu chỉ ít nắm chắc bảy phần thuận lợi cũng có thể nắm chắc chín phần. Nghiêu hữu đạo trầm giọng nói, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Một khi bại lộ, không được cứng rắn đấu lại, người cứ nói bọn hắn đến tìm ta, ta tự có cách xử lý. Đã nói đến mức này, đám hắc mẫu đơn ai nấy bất an, tám chín phần đoán ra là vì xích dương chu quả. Viên cương bình tĩnh nói, rõ, vẻ mặt nghiêu hữu đạo một lần nữa ngưng trọng, nghiêm túc căn dặn, nhớ kỹ, chuyện này không phải không cậy mạnh mà là không thể cậy mạnh, không được lập tức rút lui, bại lộ lập tức chịu thua, còn lại giao cho ta xử lý, nhớ chưa? Viên cương bình tĩnh, đạo gia, ta hiểu. Nghiêu hữu đạo gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn rất căng thẳng, cuối cùng không kìm được hỏi, đạo gia, là xích dương chu quả sao? Nghiêu hữu đạo trầm mặc một lát, hỏi các ngươi sợ. chương 289, tuyết lở một lôi tông khang và đoạn hổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc mẫu đơn cười khổ, nếu nói không hề sợ hãi là giả, nhưng đạo gia đã muốn làm như vậy thì tất nhiên có lý của đạo gia, chẳng qua ta chỉ cảm thấy làm thế này có phải nguy hiểm quá không, có phù hợp không. Như hiểu đạo mỉm cười, các người yên tâm, chỉ cần làm đúng theo sắp xếp, có gặp nguy hiểm cũng hai chúng ta gánh chịu, các người sẽ không sao đâu. Các người nhớ kỹ, sau khi về vị trí, nếu sau hai canh giờ không thấy hai người chúng ta trở về, các người lập tức đi quận Thanh Sơn tìm Kim Huy, báo tình hình với Kim Huy để Kim Huy làm chứng cho các ngươi, Dung Bình quận vương sẽ thu lưu các ngươi, không đến mức để các ngươi không chỗ dung thân đâu. Hắc mẫu đơn dầu dĩ nói, đạo gia, lỡ như có việc, các ngươi phải làm sao? Các ngươi yên tâm, ta vẫn chưa đến mức không chừa đường lui cho mình, thứ ta biết đủ để tự vệ, băng tuyết các không giết được ta. Lúc Nhiêu Hiếu đạo nói lời này cũng nghiêng đầu nhìn về phía viên cương, cũng là đang nói viên cương đừng làm loạn, ta có biện pháp ứng phó, không đáng đi vào tuyệt lộ hắc mẫu đơn cắn môi nói thầm vì sao có việc chỉ để viên cương và người gánh như hữu đạo làm nàng cảm thấy không được thoải mái cảm thấy so với viên cương mình như người ngoài không phải trên người thứ gì không nên xem cũng để người xem rồi sao được thiên tượng vô thường nhất là vùng đất này khó khăn lắm mới chờ được thời gian càng kéo dài sợ rằng thiên tượng sẽ thay đổi sau này muốn chờ được cơ hội thích hợp không biết phải chờ đến lúc nào như hữu đạo phất phất tay chuẩn bị xong lập tức xuất phát mấy người trở về động có một bó củi khô lên, viên cương cõng một túi hàng, rồi lại khiêng một thứ giống cây dù. Sau khi ra khỏi động, như hữu đạo có một bó củi khô đưa tay cầm thứ viên cương đang vác trên vai, tự mình vác để viên cương tay không rồi nói với hắc mẫu đơn và đoạn hổ các ngươi đưa hắn đi. viên cương nhìn như hữu đạo cũng không tranh nặng nhẹ, cũng không nói gì, biết giờ không phải lúc so đo những thứ này, đạo ra làm như vậy là để không ảnh hưởng đến tốc độ. như hữu đạo dẫn đầu vút không lao đi hắc mẫu đơn và đoạn hổ khoác cánh tay viên cương đuổi theo phía sau lôi tông khang thì bay lượn trên đỉnh núi bắt đầu từ trên xuống dưới lăn ra những quả cầu tuyết rời thành bức tường tuyết trên đỉnh núi muốn xây một vòng tường tuyết trên đường đi lại đến một ngọn núi tuyết đoạn hổ ở lại hành động giống lôi tông khang xây tường tuyết lại đi đến một khoảng cách khá xa lại là một tòa núi tuyết hắc mẫu đơn cũng lưu lại cũng làm giống như vậy cuối cùng như hữu đạo và viên cương cũng dừng lại trên một ngọn núi tuyết nhờ ánh trăng thỉnh thoảng chiếu ra quan sát vài đỉnh núi tuyết thấp bé xung quanh hai người kết hợp với nơi đang đứng nhanh chóng định vị cùng nhìn về một phía nghiêu hữu đạo phất tay chỉ về một phía dựa theo bản đồ ký hiệu của chúng ta có vẻ là cách chỗ này 30 dặm chính là ngọn núi tuyết phía sau băng tuyết cát từ tình hình tia sáng này thật sự không có vấn đề gì sao viên cương sẽ không vấn đề gì đâu ban đêm băng tuyết cát hẳn có đèn đuốc đó chính là địa vị tốt nhất nghiêu hữu đạo người có thể vừa đi vừa về xa vậy sao Viên cương, trước kia với độ cao cất cánh thích hợp, khoảng cách bay xa nhất của ta là hơn trăm dặm, địa thế cao nguyên tuyết vực này không cần phải nói, sức nổi không khí cũng rất tốt, điều kiện bay tốt thế này có bay xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Nghe hắn nói vậy, như Hữu đạo không nói thêm gì, vứt mấy thứ đang vác trên người nhảy xuống khỏi đỉnh núi bắt đầu lăn những quả cầu tuyết lớn lên đỉnh núi. Viên cương nâng dù lên khỏi mặt đất cởi dây thường buộc chặt, kéo ra, từng gậy gỗ vô cùng bền dẻo cắm vào trong cây dù vải bắt đầu lắp ráp cố định, một cái cánh hình tam giác dần hình thành trong tay hắn ta. đợi hắn ta lắp ráp xong cánh hình tam giác, Như Hữu Đạo cũng đã xây dựng được một bức tường tuyết cao bằng một người đường kính một trượng trên đỉnh núi. hai người đứng ngoài tường tuyết nhìn nhau. Viên Cương cầm chặt chiếc mũ ra đội lên đầu, quay người chui vào cánh tam giác, vác lên, tìm một nơi để đo độ rộng cánh, vác cánh tam giác chạy lấy đà, cứ thế rời khỏi đỉnh núi. đúng lúc một trận gió thổi đến, cánh tam giác đang rơi xuống được nâng lên, dần dần bay cao. Nhiều hữu đạo ngẩng đầu nhìn theo. Viên cương hơi điều chỉnh thử giống như con đại bàng lớn, khống chế cánh tam giác hơi nghiêng người bay quanh đỉnh núi một vòng, chợt như con cú đêm trốn trong bóng đêm mở mịt lao về một hướng. Nhiều hữu đạo hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong tường tuyết, bắt đầu chất đống củi nhóm lửa. Rất nhanh, một đống lửa bốc cháy, còn tường tuyết đắp xung quanh là đề phòng ánh lửa lộ ra, cũng có tác dụng chắn gió. Gần như cùng một thời gian với bên này, lôi tông khang, đoạn hổ, hắc mẫu đơn đều lần lượt đốt đống lửa, chậm rãi thêm củi, lửa không lớn, chờ đợi. Trong không trung gió lạnh, nhiệt độ thấp, phần bụng dưới lớp áo của viên cương rõ ràng đang cử động mạnh, miệng mũi phừng phừng khí nóng, bên vành mũ ra đã ngưng kết một tầng xương trắng dày. Đèn đốt băng tuyết các dần xuất hiện trong tầm mắt, viên cương dưới cánh tam giác treo trong không trung phát hiện mình đi trạch phương hướng, nhanh chóng đổi lại hướng lao về phía băng tuyết các. Đồng thời hắn ta mượn sức gió chậm rãi bay lên cao hơn, sau khi đến bầu trời băng tuyết các lại tiếp tục đi về phía trước, lướt ra sau băng tuyết các, ánh trăng thỉnh thoảng chiếu xuống đỉnh núi. Viên cương tới bầu trời trên đỉnh núi thì bắt đầu bay vòng, chậm rãi hạ thấp độ cao. Sau khi tranh lệch độ cao không nhiều, hắn cũng không vội đáp xuống mà duy trì một khoảng cách với đỉnh núi, vòng qua vòng lại. Hắn ta phóng thích khí thức cơ thể ra, những con quỷ tuyết đang chậm rãi bò lên bồn địa của đỉnh núi e ngại, chậm chậm rút hết khỏi đỉnh núi. Ánh trăng lộ ra, mượn tia sáng, ánh mắt viên cương đã tóm được động tính trên đỉnh núi, hắn ta quả quyết điều chỉnh góc độ bay, cánh tam giác lao xuống, xẹt vào bồn địa. Cùng lúc chạy chậm đáp xuống cánh tam giác hơi vỉnh lên cản gió ngăn lực xung kích quán tính khiến viên cương rơi xuống đất mau chóng dừng lại không bị đẩy đi quá xa. Gốc cây ăn quả sinh trưởng trong khe bồn địa kia, dưới ánh trăng chiếu xuống qua tầng mây mỏng gần như không thể thấy rõ nhưng có một quả phát ra hồng quang trong bóng đêm rất dễ thấy, giống như một viên bảo thạch mê người. Viên cương không dám chậm chạp, mặc kệ xung quanh có vấn đề gì không trực tiếp khiêng cánh tam giác đến đằng sau một tảng đá tránh bị gió thổi bay mất đã đến nước này xung quanh có tình hình gì không có ý nghĩa nữa nếu thật sự bị tu sĩ giữ núi phát hiện với thực lực hiện tại của hắn ta căn bản không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào giống như lúc đến đây chọn địa điểm tiểu dung đã nói băng tuyết các cũng có tòa kỵ phi hành cánh tam giác hoàn toàn mượn sức không khí để trượt đi một khi độ cao không đủ chỉ cần bị băng tuyết các phát hiện dưới sự truy kích của tòa kỵ phi hành cho dù có thể khống chế cánh tam giác bỏ chạy cũng không chạy thoát. Chạy trốn trên mặt đất, đối mặt với tu sĩ cho dù là thực lực hay tốc độ, hắn ta càng không có cơ hội chạy trốn. Cho nên một khi đáp xuống, hoặc là đừng để bị phát hiện, một khi bị phát hiện sẽ không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Người chui ra khỏi cánh tam giác nhẹ nhàng đi đến bên cây ăn quả, sau đó nhanh chóng cởi cái bao trên người, đặt lên mặt đất mở ra, lấy một cái hộp ngọc băng mở ra đặt tạm dưới chân. Đứng dậy, Mặc kệ xung quanh trực tiếp đưa tay mò vào trong bụi cây, mò lấy quả hồng quang kia. Quả cầm vào tay lạnh buốt tay, nhiệt độ còn thấp hơn đỉnh núi rét cam cam này, nhưng xúc giác lại mang theo sự mềm mại, tình huống này chưa từng nghe đạo gia đề cập tới. chương 290, Tuyết lở 2, viên cương kéo mạnh một cái kinh ngạc phát hiện phần cuống của loại quả này rất dai, với sức của hắn mà cũng không hái xuống được. Có điều cũng có thể lý giải, nếu là loại quả bình thường với những cơn gió lớn gào thét trên đỉnh núi này bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện bị thổi rơi, căn bản không thể thuận lợi trưởng thành. Viên cương thuận tay lấy con dao găm trên đùi ra, kẹp giữa hai ngón tay, vẩy mạnh một cái, một dao cắt vào cuống, quả rơi vào lòng bàn tay. Dao găm cho vào vỏ, người thuận thế ngồi xuống, quả để vào trong hộp băng ngọc, nhanh chóng đậy nắp lại, lấy hết đồ trong bao ra, để hộp băng ngọc vào nhanh chóng buộc bao lại. Xích dương chu quả này sau khi hái xuống rất khó bảo quản, Nhất định phải bỏ vào trong hộp băng ngọc nếu không một canh giờ sau sẽ bị thối và hòa tan. Vác tay nãi sau lưng, thắt nút ở ngực, vác trên người, đưa tay sờ vào khối thuốc nổ trên đất, không lớn lắm, chỉ bằng một cục gạch. Lượng thuốc tuy không lớn nhưng sức nổ của thuốc nổ có liên quan khá lớn đến cách đóng gói, Viên Cương hắn ta tuyệt đối là người trong nghề trên phương diện này. Sờ khe hở dưới gốc cây, nhét túi thuốc nổ vào trong khe hở, một tảng thiên thạch nhân tại đặt cạnh rễ cây. Một bó dây dẫn nổ trên mặt đất cầm trên tay kéo ra một sợi dây dẫn nổ có một đầu kết nối với túi thuốc nổ rồi bắt đầu quấn quanh cây ăn quả trên mặt đất, từng vòng từng vòng cách cây ăn quả một khoảng cách, thỉnh thoảng còn mò một cục đá ở eo đè làm then cài cắm vào khe hở trên mặt đất quấn dây nổ quanh đó để tránh bị gió thổi bay lung tung. Lúc trước chọn cảnh vẽ tranh hắn đã thu hết tình hình ở đây vào mắt để chuẩn bị, là cao thủ gài bom sẽ không thể để xuất hiện sai lầm không nên có. Bó dây dẫn nổ được kéo đến cạnh cánh tam giác, sau khi lấy cây châm lửa ra thổi suy, châm lên đầu dây, hoa lửa xùy một tiếng rồi cháy dọc theo sợi dây dẫn nổ. Cây châm lửa vừa thu lại, viên cương dựng cánh tam giác ra khỏi tảng đá tránh gió, chạy lấy đà, cả người và cánh tam giác bay lên không trung, mượn sức gió lao đi. Hắn ta bay nửa vòng trên đỉnh núi, treo mình trên cánh tam giác nhìn kỹ phía dưới, giờ lửa còn đang cháy. Viên cương yên lòng, sửa lại hướng bay rồi trốn vào bầu trời đêm minh mông. Đúng lúc một ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu xuống cánh tam giác đang phi hành. Nhưng cũng không sao, lựa chọn thời tiết thế này ra tay là đã cân nhắc đến phương diện này. Cho dù tu sĩ giữ núi dưới núi có thấy cũng không thể nhìn thấy rõ, rất dễ dàng tưởng rằng mây đen bay qua. Sau khi lặng lẽ tiếp cận, bố trí xong tất cả rồi lại lặng lẽ rời đi không tiếng động, rất giống với con cú vọ vội vàng bay rồi biến mất trong bầu trời đêm. Dây dẫn nổ trên đỉnh núi cháy từng vòng từng vòng một, lúc chế tạo dây dẫn nổ viên cương đã thử đi tử lại tốc độ cháy nhiều lần, nó liên quan với lượng thuốc được trộn bên xong, phải làm sao để đảm bảo không dễ bị dập nhưng cũng phải để hắn có thời gian thoát ra khỏi phạm vi có thể dễ dàng bị nhìn thấy. Khi ánh trăng xuyên qua chiếu dọi đại địa từ trên trời nhìn xuống cả đại địa vẫn mông lung, không cách nào phân biệt được địa hình để điều chỉnh tọa độ phi hành. Hắn ta chỉ có thể đi theo phương hướng đại khái, không cách nào nắm chuẩn phương hướng đồng thời mượn sức gió dần bay lên cao, dõi mắt nhìn về phía xa, tìm kiếm tọa độ hướng dẫn phi hành. Cùng với khí thức của viên cương còn sót lại trên đỉnh núi bị thổi tan, Đám quỷ tuyết lui khỏi đỉnh núi bắt đầu trở về từng con một. Sợi dây dẫn nổ kia cuối cùng cũng cháy tới trước túi thuốc nổ dưới cây ăn quả. Ầm, um, một tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo hỏa quang nổ tung trên đỉnh núi, đá bay tán loạn, cây xích dương chu quả bị xé rách bay tứ tung trong ngọn lửa. Đám quỷ tuyết tiếp cận đỉnh núi bị chấn động dọa cho dừng lại, trong đôi mắt hoảng sợ dường như đang liên tưởng đến khí tức kinh khủng mà bọn chúng cảm thấy kia đá bay ảo ảo rơi xuống khiến bọn chúng hốt hoảng quay đầu chạy xuống núi, có con còn gào thét lộn nhào lao xuống núi. Tiếng nổ ầm ầm truyền tới, viên cương trong bầu trời đêm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng ánh lửa nổ tung lóe lên rồi biến mất, đợi hắn quay đầu lại, tình hình ở đỉnh núi phía xa đã không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì, ngay cả núi cũng chẳng nhìn thấy được. Còn tình hình thực tế của đỉnh núi phía xa đã rất rối loạn, đám quỷ tuyết sinh hoạt lâu năm ở tuyết vực dường như phát giác được gì đó bỗng nhao nhao chạy lên núi, điên cuồng sông lên đỉnh núi. Tuyết động trên núi bắt đầu sụp đổ, dần sụp đổ diện tích lớn, kích thích sương tuyết ập xuống, khí thế kinh người. Đám quỷ tuyết phía sau không chạy trốn kịp bốn chân khưa loạn, không có chỗ mượn sức chỉ có thể bị bao phủ trong đám tuyết động sụp xuống. Quỷ tuyết ở sườn núi bị dọa, quỷ núi trốn trong động tuyết cũng kinh hãi hốt hoảng trốn xuống phía dưới bị tuyết động ầm ầm rơi xuống vô tình bao phủ. Đám tu sĩ giữ núi trong sơn động cũng nhao nhao đằng không lao lên, chân liên tục điểm lên đầu ngọn sóng tuyết bài sơn đảo hải ập đến, không ngừng bay lên cao, đồng thời phóng lên đỉnh núi. Nguyệt điệp bị sóng khí quét cho bất định, một tiếng nổ vang kia vang lên rất rõ ràng trong đêm yên tĩnh, người trong động phủ của khe núi băng tuyết các cũng nhao nhao lao ra, không nhìn thấy rõ gì nhưng tiếng ầm ầm không ngừng truyền tới khiến những người sinh hoạt trường kỳ nơi đây nhận ra, tuyết lở. Càng có nhiều người chạy ra, bay lượn đến vách núi quan sát. Ánh trăng xuyên qua cái hở tầng mây chiếu xuống núi tuyết đang chuyển đến kinh biến kia, cả đám vẫn không thể nhìn rõ được ngọn núi, cả ngọn núi như bao phủ trong sương khói mông lung, những tiếng ẩm ẩm kéo dài vẫn đầy khí thế. Ở nơi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trong khuê phòng, người trong họa nhẹ nhàng ngửi cánh hoa, một con nguyệt điệp đang đậu lên quyển trục bức tranh. Ngoài khuê phòng, dưới mái hiên, Tuyết Lạc Nhi thả mái tóc mây vừa tắm xong trên người đang mặc áo lụa mỏng, áo choàng dài, khuôn mặt lãnh diễm thanh lệ hếch lên, nhìn ánh trăng xuyên qua tầng mây tự lẩm bẩm lạc hoa nhân độc lập vì vũ yến song phi đương thì minh nguyệt tại tăng chiếu thải vân quy một tiếng nổ vang làm nàng khẽ giật mình chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía núi tuyết phía sau phía sau là phòng ốc không nhìn thấy gì cả tiếng tuyết lở ầm ầm tiếp theo khiến nàng giật mình đồng thời cũng kinh động đám nha hoàn hầu hạ nàng thay quần áo tuyết lạc nhi hét lên hai nha hoàn nhanh chóng bồi nàng đi vào chỉ chốc lát sau trường sam váy dài đã che đi thân hình uyển chuyển dưới lớp áo xa mấy con chim lớn từ quỳnh lâu ngọc vũ xông ra trong bầu trời đêm viên cương nghiêng người nhìn bên dưới phía trước bên trái ánh mắt khóa chặt một ánh lửa rồi nhanh chóng thay đổi phương hướng lao xuống lúc lao xuống tốc độ bay khá nhanh nghiêu hữu đạo chờ trên đỉnh núi chống kiếm trước người nhìn chằm chằm về phía băng tuyết cát sắc mặt ngưng trọng chờ thấy trên bầu trời đêm có bóng đen lướt đến tay hạ xuống chụp lấy chuôi kiếm nắm chặt cả người cảnh giác cao độ đợi lúc lờ mờ nhìn thấy cánh tam giác Nghiêu hữu đạo hơi thở phào một hơi. Đắc thủ, đi, viên cương kêu lên, cánh tam giác lao xuống, lướt qua đỉnh núi, vạch ra một đường vòng cung, lại vỉnh lên đi, ánh lửa ngắn ngủi chiếu rõ viên cương treo dưới cánh tam giác. Căn cứ theo sự chỉ dẫn của bức tường tuyết tạo ra, viên cương đổi hướng bay, tiếp tục lướt vào sâu trong bóng đêm mờ mịt. Nghiêu hữu đạo bỗng nhiên quay người, một tay cầm kiếm, một tay đẩy ra một trường, tường tuyết sụp đổ dập tắt đống lửa đang cháy sau khi hủy hoàn toàn tường tuyết nghiêu hữu đạo vút lên không đuổi theo hướng viên cương. Còn chuyện trên đỉnh núi có dấu vết tuyết động của người, đêm hôm khuya khoát chẳng ai dễ phát hiện, đợi lúc trời sáng dễ thấy, gió thổi một đêm dĩ nhiên cũng sẽ xóa sạch dấu vết con người, chả ai nhàm chán đến mức rỡ từng mảng tuyết động trên ngọn núi kiểm tra. Nghiêu hữu đạo bay lượn không ngừng, chạy tới một ngọn núi tuyết cách đó hơn 30 dặm, phi thân đến bên cạnh hắc mẫu đơn. chương 291, chờ, đạo ra, hắc mẫu đơn vui mừng kêu lên, vốn trong lòng đang nơm nớp lo sợ, trước đó đạo gia nói sau hai canh giờ không thấy hắn quay lại có nghĩa đã xảy ra chuyện, bảo bọn hắn tự rời đi, giờ vẫn còn trong thời gian ước định có thể gặp được người, không vui sao được. Như hữu đạo đưa tay cản lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, xê gần như đồng thời, một đạo hắc ảnh từ trên không lao xuống xẹt qua đỉnh núi bay đi, chính là viên cương. Hắc mẫu đơn trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy cái gì vậy? Viên cương đang treo trên một tấm vải bay đi à? Nàng ta thật sự không còn gì để nói, trong cửa hàng băng tuyết các gặp người thì đánh, phương thức trượt tuyết khiến người khác giật mình, giờ lại một cảnh tượng chấn động xuất hiện, chỉ bằng một mảnh vải bay trên trời. Còn có chuyện gì vị này không thể làm không? Nhanh, như hữu đạo thấp giọng quát một câu, hắc mẫu đơn vội vàng cùng hắn hủy tường tuyết, dập tắt đống lửa có tác dụng hướng dẫn tọa độ. Sau đó hai người song song bay lượn đuổi theo hướng viên cương. Do độ cao của dãy núi này có xu thế đi xuống, tranh lệch cao thấp cũng rất có lợi cho viên cương khống chế cánh tam giác. Tuyết lở sau băng tuyết các đã dừng lại, tuyết phụ vẫn tràn ngập, phạm vi lan tràn của tuyết lở còn cách băng tuyết các một đoạn nhưng tuyết phụ lấp lánh đã phiêu đáng bay vào trong phạm vị hẻm núi. Trên hẻm núi rất nhiều người đang trâu đầu ghé tai nghị luận. Đỉnh núi sau tuyết lỡ có rất nhiều nguyệt điệp bay múa, tuyết lạc nhi đứng trên đỉnh núi tay áo bồng bềnh, gió lạnh thổi mái tóc dài tung bay, gương mặt lạnh lùng như muốn cưỡi gió bay đi. Một cái hố trong bồn địa, đá vụn lộn xộn, quan trọng là gốc cây xích dương chu quả kia không thấy đâu, cái hố nằm ở vị trí cây xích dương chu quả, chung quanh hố là mặt đất đá cứng dạn nứt như mạng nhiệt. Một đám nguyệt điệp ở trên vỗ cánh chiếu sáng, cả đỉnh núi như một mảnh minh mông sáng ngời, nhìn từ xa giống như một viên bảo thạch phát quang rơi trên đỉnh núi. Dưới nguyệt điệp là một đám tu sĩ đang lục soát, một lúc sau, một đám người thu thập một mớ đồ loạn xạ đến, vây quanh Hàn Băng thầm thì hồi lâu. Sau khi nắm rõ tình hình, Hàn Băng dẫn mấy người đến dưới tảng đá dựng đứng, cùng ngẩng đầu nhìn tuyết lạc nhi váy áo bồng bềnh tóc dài thả tung bay trong gió rét phần phật tiểu thư hàn băng chắp tay gọi tuyết động ở hầu hết các nơi trên núi đều bong ra từng mảng có rất nhiều nơi đều lộ ra nham thạch màu đen thu hồi tầm mắt lại tuyết lạc nhi chậm rãi quay đầu mái tóc bay loạn quất vào mặt phong tình kỳ lạ nhưng đôi mắt lạnh lẽo như điện đám tu sĩ giữ núi ôm nấp lo sợ cúi đầu tuyết lạc nhi từ trên tảng đá lách mình đáp xuống nhẹ nhàng đứng trước mặt đám người Gió lạnh từ sau tảng đá thổi tới làm mái tóc dài của nàng Phiêu Diêu vô định. Hàn Băng đi đến bên cạnh nàng, vất tay ra hiệu mấy người sau lưng đưa đồ trên tay lên, rồi mời Tuyết Lạc Nhi xem. Có hai người dâng một cành cây xích dương chu quả gãy lên, gãy vụt. Còn có người trên tay nâng một tảng đá xấu xí hình nửa bầu dục cháy đen nhưng lại không giống tảng đá, có nhiều chỗ hình như tản ra ánh sáng kim loại. Có ý gì? Tuyết Lạc Nhi lạnh lùng hỏi một câu hàn băng tiến đến cầm tảng đá xấu xí đến gần cho tuyết lạc nhi nhìn kỹ tiểu thư người nhìn xem đây có lẽ là một loại vẫn thạch vẫn thạch tuyết lạc nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm hàn băng gật đầu tiểu thư khí vận tông bình thường cũng thu mua thứ này nô tài cũng từng nhìn thấy một ít vẫn thạch bề ngoài phần lớn đều cháy đen như bị đốt qua lửa tuyết lạc nhi nói người muốn nói cái gì không phải vẫn thạch từ trên trời rơi xuống vừa vặn rơi trúng cây xích xương chu quả hàn băng khẽ thở dài chỉ e đúng là như vậy chỉ có thể nói là quá trùng hợp tiểu thư người đến xem này hàn băng trả lại vẫn thạch cho thủ hạ đích thân đưa tuyết lạc nhi đến bờ hố chỉ chỉ cái hố trên mặt đất này rõ ràng đã phải chịu cự lực lớn tấn công cộng thêm vẫn thạch này ở đỉnh núi ngoại trừ ông trời hẳn không còn cách giải thích nào khác vừa dứt lời nàng ta cũng hơi bất đắc dĩ nàng ta hiểu rõ việc này sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư hàng năm tiểu thư đều sẽ phải đến chỗ lão chủ nhân ở một thời gian ngắn Huyền băng cung lão chủ nhân ở lạnh vô cùng, cho dù là tu sĩ tu vi cao thâm bình thường cũng khó có thể ở được lâu. Nếu tiểu thư muốn ở lại nơi cực lạnh kia, mỗi năm lúc đến đều sẽ ăn một xích dương chu quả, vì xích dương chu quả có công hiệu chống lại kỳ hàn. Bây giờ xích dương chu quả không còn, ngay cả cây cũng bị hỏi, tiểu thư muốn đi vùng đất cực lạnh kia e là không thể rồi. Lão chủ nhân nói với bên ngoài xích dương chu quả mình dùng là vì không muốn làm khó tiểu thư thôi. Ý của lão chủ nhân rất đơn giản ai cần xích dương chu quả có bản lĩnh tự mình đi tìm lão chủ nhân mà nói lão chủ nhân không đồng ý thiên hạ này không ai dám dây dưa về phần tuyết lở đối với những người sinh hoạt trường kỳ ở tuyết vực mà nói đều có thể lý giải động tính quá lớn có thể sẽ tạo ra tuyết lở trên thực tế viên cương đang khi dễ những kẻ thiếu hiểu biết kia nếu không hiện trường mà để hắn ta kiểm tra thì chắc chắn có thể thấy rõ vài mánh khóe tuyết lạc nhi sao có thể trùng hợp như vậy sao vừa vặn rơi phải đỉnh núi này rơi đúng vị trí xích dương chu quả hàn băng cười khổ hành vi của con người khả năng không lớn lắm một khi có người tới gần tín hiệu cảnh bao của quỷ tuyết phát ra tất nhiên sẽ kinh động thủ vệ có lẽ là ý trời khó dò ý trời tuyết lạc nhi ngẩng đầu nhìn lên trời mái tóc dài tung bay trong gió tự lẩm bẩm ý trời vì sao lại như thế hàn băng trầm mặc cái này nàng ta cũng không biết nói sao vẻ mặt tuyết lạc nhi hoang mang xoay người trong gió lách mình lướt xuống núi một vài người tiếp tục lưu lại trên núi một vài người khác thì bay theo xuống núi trong tuyết động sụp đổ thỉnh thoảng có vài quỷ tuyết gỡ tuyết động chui ra phát ra những tiếng gào thét sợ hãi, có quỷ tuyết nhuộm đỏ tuyết động xung quanh, cứng ngắc trong đống tuyết không nhúc nhích. Tuyết Lạc Nhi đáp xuống dưới chân núi thì hơi ngừng lại, thu từng cảnh tượng vào đáy mắt sau đó bay đi, quay trở về vùng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tu sĩ các phái đến kiểm tra vùng tuyết lở tận mắt nhìn đám tuyết Lạc Nhi rời đi. Không ít người nhớ rõ, dường như trước khi trên núi bị lở tuyết hình như có một tiếng nổ, nhưng lại không dám chạy lên núi xem thử rốt cuộc là thế nào cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba bóng người bay lên núi, đáp trong bức tường tuyết trên đỉnh núi. Thấy rõ người tới, lôi tông khang nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói với nhiều hữu đạo vừa đáp xuống đất, đạo ra. Lời vừa dứt, lôi tông khang đột nhiên ngẩng đầu nhìn, nhờ ánh lửa đã thấy viên cương treo trên tấm vải từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngoài tường tuyết. Lôi tông khang hơi sững ra, viên cương từ trên trời bay tới. Viên cương đáp xuống ngoài tường tuyết chạy chậm một chút rồi mới dừng lại, chui ra từ cánh tam giác sau đó đó vung tay lên chém liên tục, rào rào chém nứt những giá đỡ trèo chống cánh tam giác, sau đó ôm tất cả lại, chạy lên đỉnh núi, vượt qua tường tuyết, ném đầu vào trong đống lửa. Ánh mắt hắc mẫu đơn, đoạn hổ, lôi tông khang nhìn về phía viên cương giống như nhìn quái vật. Phải vóc ném vào lửa bị đốt cháy rất nhanh, nhiều hữu đạo nhanh chóng đánh sập tường tuyết vui đi đống lửa sau đó quát khẽ, đi. Đoạn hổ và lôi tông khang đỡ hai tay viên cương theo sau lưng nhiều hữu đạo và hắc mẫu đơn, nhanh chóng lao xuống núi cả nhóm lao nhanh khỏi tuyết vực minh mông dưới màn đêm bao phủ, không hề dừng lại. Sáng ngày hôm sau, cuối cùng băng tuyết các cũng đã tung tin ra, một thiên thạch rơi lên núi tuyết dẫn đến tuyết lở. Tình huống thế này không còn cách giải thích nào khác, trên thực tế băng tuyết các cũng không cần nói với bên ngoài gì mà thiên thạch vừa vặn rớt xuống cây xích dương chu quả và phá hủy nó. chương 292, chờ, Hai, trùng hợp như vậy, nếu nói ý trời thì cũng tức là điểm xấu, các nơi trong hẻm núi đều trải qua một đêm âm thầm bàn luận đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì sau khi nhận được tin thì bừng tỉnh đại ngộ dù là ai cũng không ngờ thiên thạch vừa vặn rơi lên đỉnh núi lại vừa vặn rơi trúng cây xích dương chu quả bắc châu làng ba phủ bên ngoài phủ một đám nhân má hộ tống một chiếc xe ngựa đi vào xe ngựa dừng lại ở cửa nhanh chóng có người đem bậc tam cấp gỗ đặt bên cạnh xe ngựa màn xe vén lên thiệu bình ba áo trắng áo khoác đen chui ra trực tiếp đi xuống xe đại công tử Quản gia Thiệu Tam tỉnh bước đến đón hành kiến lễ, đồng thời cho Thiệu Bình Ba một ánh mắt. Thiệu Bình Ba hiểu ý nhưng không hề thay đổi vẻ mặt, quay đầu nhìn đường nhi bên cạnh cười nói, đường trưởng môn vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi chút đi. Cả nhóm ra ngoài tuần soát, bọn đường nhi bị Thiệu Bình Ba điểm danh đi cùng hộ vệ. Về chức trách, đường nhi cũng khó từ chối, chỉ có thể tùy hành. Thiệu Bình Ba vốn định giữ đường nghi lại trò chuyện nhưng nhận ta Thiệu Tam tỉnh có chuyện, ý định lưu giai nhân lại trò chuyện nói không chừng còn có thể có được thu hoạch gì đó chỉ có thể tạm thời gác lại trên thực tế sắc đẹp với hắn ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì lớn mặc dù không thể chặt đứt nam nữ tục dục kia nhưng so với chuyện chính sự mà hắn ta quan tâm mà nói sắc đẹp với hắn ta là chuyện có cũng được không có cũng không sao rõ đường nghi chắp tay cáo lui sau khi mỉm cười đưa mắt nhìn đường nghi rời đi thiệu bình ba thu lại khuôn mặt tươi cười vào phủ tiến vào trong phủ và cho đám pháp sư tùy tùng hoàng đấu và lâm hồ lui xuống chủ tớ hai người đi thẳng tới nội viện, trực tiếp tiến vào thư phòng. Thiệu Tam Tỉnh giúp Thiệu Bình Ba cởi áo choàng vắt nơi tay, thở dài, đại công tử bôn ba vất vả, vất vả. Thiệu Bình Ba đi đến sau án ngồi xuống lạnh nhạt nói, nói chính sự, thế nào? Thiệu Tam Tỉnh vắt áo choàng ở khuỷu tay, trầm giọng nói, không ngoài sở liệu của đại công tử, bên băng tuyết các thật sự đã xảy ra chuyện. Thiệu Bình Ba vừa ngồi xuống đã chậm rãi đứng lên, chậm chậm hỏi, là chuyện xích dương chu quả, Thiệu Tam tỉnh, không nghe nói xích dương chu quả xảy ra chuyện, có điều ngọn núi mọc ra xích dương chu quả đã xảy ra chuyện kỳ quặc, cơ sở ngầm bên kia đã liên tiếp truyền đến hai tin tức. Tin thứ nhất nói buổi tối hai ngày trước trên núi tuyết kia vang lên tiếng nổ, sau đó dẫn đến tuyết lở. Thiệu Bình ba hít mắt, còn tin tức thứ hai thì sao? Thiệu Tam tỉnh, ngày hôm sau băng tuyết các tuyên bố, nói có một khối thiên thạch rơi lên ngọn núi tuyết kia, dẫn đến tuyết lở. Thiên thạch, ánh mắt Thiệu Bình ba hơi lóe lên, chợt ha ha cười, khoảng thời gian trước, thành phủ Kim Châu cũng xôn xao huyên náo, nói là có thiên thạch rơi, động tính khá lớn, bây giờ băng tuyết các lại ồn ào chuyện thiên thạch, thật đúng là trời cũng giúp ta. Thiệu Tam tỉnh thử hỏi, nghe những gì đại công tử nói trước đó, lão nô cũng ngoài nghi, có điều. Hắn có thể đắc thủ sao? Thiệu Bình Ba cười lạnh, đây không phải là chuyện nhỏ, là một lớn rơi đầu, loại người như hắn không nắm chắc sao dám tùy tiện ra tay. Ta dám cam đoan, 89 phần 10 xích dương chu quả đã rơi vào tay hắn vung tay lên, ý chỉ việc này không cần phải hoài nghi nữa, lại hỏi từ băng tuyết các đến Kim Châu phải mất bao lâu. Thiệu Tam tỉnh trầm ngâm đánh giá một chút, trả lời, thúc ngựa cả đường cho dù ngựa không dừng vó, trên đường thuận lợi thì cũng phải mất vài ngày, nếu không tối thiểu phải một tháng mới tới được, nếu có thể khống chế phi cầm dĩ nhiên là khác. Thiệu Bình ba gật đầu, được, việc này ta biết rồi. Dứt lời hắn ta ngồi xuống đưa tay cầm đống công văn chất trên án xem xét trong thời gian hắn ta ra ngoài tuần sát những công văn không quan trọng tích lũy không ít nếu đã trở về vào đây thì hắn ta chuẩn bị nhanh chóng phê duyệt xử lý thấy hắn ta cứ thế bỏ qua chuyện này thiệu tam tỉnh không kìm được nhắc nhở đại công tử có cần thả ra chút phong thanh không ánh mắt và tinh lực của thiệu bình ba đều tập trung vào mớ công văn cũng không ngẩng đầu lên chỉ bỏ lại hai chữ chờ đợi bận rộn hơn tháng trời cảnh nội triệu quốc nghiêu hữu đạo đến kim châu nhưng lại chưa đến thẳng phủ thành kim châu có thể nói là đi sượt qua phủ thành Kim Châu. Hai bên đường một màu xanh biếc, Hắc Mẫu Đơn ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía phủ thành Kim Châu, hỏi Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, chúng ta không đi Kim Châu sao? Trong lòng nàng nghi ngờ, không phải phải dùng xích dương chu quả chữa trị cho Tiêu Thiên Trấn sao? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn, như cười như không bỏ lại một chữ chờ. Hắc Mẫu Đơn mơ màng, chờ, chờ cái gì? Ngưu Hữu Đạo không nói cho nàng biết đang chờ cái gì. Nhóm người tiếp tục đi tới, qua Kim Châu, thẳng đến cảnh nội quận Thanh Sơn. Đáng lẽ qua cảnh nội quận Thanh Sơn quay về cảnh nội nước Yến sẽ rút ngắn được không ít đường xá, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nhóm người vẫn đi vòng đường xa. Đi trên đường dài, quận thành quận Thanh Sơn đã hiện ra trước mắt, như hữu đạo không vào thành mà tiến vào núi rừng gần đó. Tịch dương lộng lẫy rát vàng lóng lánh trên tầng lá rừng, như hữu đạo ngồi trên một gò núi phóng tầm mắt nhìn ra phía xa. Trước mặt hắn, xa xa là quận thành quận Thanh Sơn, phía say là dãy núi chập trùng rừng cây thăm thẳm. hắn đã quay lại quận thành quận thanh sơn một con ngựa rong rồi trên quan đạo tới thẳng cửa thành chính là đoạn hổ phụng mệnh nghiêu hữu đạo vào thành hỏi thăm tình hình viên phương nếu tình hình ổn viên phương sẽ báo cho phương triều tông hắn đã về đợi suốt một hồi hướng cửa thành một đám nhân mã ẩm ẩm lao ra đoàn người phi tới theo sự hướng dẫn của đoạn hổ tiến vào trong rừng mấy chục tu sĩ bay lượn trên tán cây thương triều tông thương thục thanh Lam Nhược Đình, Viên Phương, Bạch Diệu, trưởng môn Lưu Tiên Tông Phí Trường Lưu, trưởng môn Phù Vân Tông Trịnh Cửu Tiêu, trưởng môn Linh Tu Sơn Hạ Hoa, cả một đám người chạy tới chân núi chen chúc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nghiêu Hữu Đạo đang chống kiếm đứng dưới ánh tà dương, cả người tỏa hào quang. Gặp lại bóng lưng quen thuộc kia, đặc biệt là dáng đứng chống kiếm ấy, mấy người thương triều tông rõ ràng khá kích động. Nghiêu Hữu Đạo quay lại, nhìn mọi người dưới núi, khẽ mỉm cười, tà dương trách trách chiếu vào khuôn mặt hắn khiến cho nụ cười của hắn vừa có vẻ thần bí lại có vẻ rụt rè. Đám người ào ào nhảy xuống ngựa, thương chiều tông không thể chờ thêm được nữa, chạy ào lên núi, cực kỳ kích động. Thương thuộc thanh cực kỳ hưng phấn, đôi mắt nhìn người trên núi lấp lánh tỏa sáng. Cả Lam Nhược Đình cũng chạy lên núi, viên phương đã bay lên, đến bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, mừng rỡ chắp tay chào, đạo ra. Nhiêu Hữu Đạo gật gật đầu, giơ tay ra với mấy người dưới núi đang lao lên, ra hiệu không cần tới, tự mình lắc mình một cái nhẹ nhàng nhảy xuống. Xa nhau đã lâu, giờ gặp lại huynh muội thương thị. Xin chào vương gia, quận chúa, làm tiên sinh, như hữu đạo chắp tay. Thương triều tông vội đưa hai tay ra đỡ, đạo ra, sao quay về không cho người thông báo sớm một tiếng cho bổn vương tới đón tiếp. Như hữu đạo cười đáp, lý do an toàn, phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Thương triều tông cũng biết phần nào độ nguy hiểm của chuyến đi lần này, nghe được lời an toàn, hắn ta kích động không biết nên nói gì cho phải, đột nhiên hất vạt áo trường bào quỳ một gối xuống, đạo ra, xin nhận một bái của tiểu vương. Không được, như hữu đạo vội đỡ hắn ta dậy, nhìn một đống người sau lưng, thấp giọng nhắc nhở, nhiều người nhiều mắt, có lời gì để sau hắn nói. Được, thương triều tông gật gật đầu, trong đôi mắt sáng của thương thục thanh tràn đầy mong chờ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng như hữu đạo chỉ cười gật gật đầu với nàng, thoáng một cái đã nhìn sang hướng khác khiến cho nàng hơi hụt hẫng. Sau đó, nàng nhìn thấy hắc mẫu đơn, lôi tông khang sau lưng nhiều hữu đạo. chương 293, Hậu Lễ, Hắc Mẫu Đơn và lôi tông khang nhìn nhau, thầm kinh ngạc, không ngờ uy tín của đạo gia với vị dung bình quận vương này lại cao thế, có thể khiến cho đường đường một vương gia quỳ xuống bái. Tình cảnh này khiến hai người khá hưng phấn mơ hồ, xem ra chỉ cần theo sát đạo gia, đặt chân ở đây không có vấn đề gì, tiền đồ cũng có hy vọng. Mấy người phí trường lưu đi tới chắp tay chào qua lại với Nhiêu Hữu Đạo, Hạ Hoa hỏi sao lâu vậy mới trở về gặp chút chuyện nên về muộn mấy người hàn huyên bạch diêu ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt ngoài mặt thì nhìn như chẳng có cảm xúc gì nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm khái người này thực sự là bất phàm thậm chí ngay cả trưởng môn sư tôn cũng bị hắn lấy lòng lúc nào cũng nhắc đến hỏi thăm sao mãi chưa về thực ra trưởng môn thiên ngọc môn bành hữu cũng đã tới ở lại quận thành quận thanh sơn một thời gian rồi đang chờ nghiêu hữu đạo về có một số việc vẫn phải tận mắt nhìn thấy kết quả mới yên tâm dược đây là đại sự hàng đầu của Thiên Ngọc Môn, không qua loa được. Nghe tin Nưu Hữu đạo về, lão cũng sốt ruột muốn đi gặp. Nhưng vì ngại thân phận mình đại diện cho mặt mũi của cả Thiên Ngọc Môn nên không tiện chạy tới, nếu không sẽ vướng phải hiểm nghi xuống nước ninh đón. Dù sao thì đẳng cấp của Thiên Ngọc Môn cũng không giống Lưu Tiên Tông. Người của Thiên Ngọc Môn tới đây không chỉ có trưởng môn Bành Hựu, mà các vị cao tầng cũng đến không ít. Ai cũng muốn tận mắt nhìn mà, làm sao mãi không thấy Nưu Hữu đạo về, khiến cho họ nóng lòng vô cùng chỉ lo hắn xảy ra chuyện gì trên đường thấy mọi người vừa gặp nhau đã nhốn nháo không yên lam nhược đình sen vào can chư vị đạo gia mới bôn ba đường dài về rất mệt mỏi có lời gì chờ về thành nghỉ ngơi rồi nói đi như hữu đạo nói nếu ta công khai lộ diện ở đây triều đình nước yến sẽ không nhịn được có một số việc mọi người tự hiểu rõ là được vất vả lắm mới ổn định được thế cuộc tạm thời không cần xé rách ra mặt vội cái này dễ làm Thương Triều Tông ra lệnh cho người quay về thành đưa một chiếc xe ngựa cỡ lớn tới chở người về. Xe ngựa vừa đến, Ngưu Hữu Đạo vào trong, tất cả về thành. Điểm dừng chân là trong viện tử đằng sau thủ phủ quận. Đây vốn là nhà của một phú thương, trước khi quận Thanh Sơn đổi chủ, phú thương và gia quyến đã bỏ chạy, viện tử cũng thành vô chủ. Ban đầu viện tử và thủ phủ quận còn cách một con đường, Thiên Ngọc Môn nhận được tin tức báo có thể Ngưu Hữu Đạo sẽ về muộn, lại thêm bành ngựu.